Ông làm gì ở đây? Tôi bán hủ tiếu. Xe gì? Xe hủ tiếu. Chứ kiểm tra cà vẹt xe và bằng lái xe. Trời đất ơi. Cha ơi cha, con bán hủ tiếu chứ con không có đua xe. Cha ơi, kiểm tra cà vẹt bằng lái con làm chi? Vậy cho coi bằng vi tính. Trời ơi. Ông bị điên hả? Bằng anh văn tu ít. Ê, tao chửi thề được không? Nơi ta sinh ra, miền đất sống bằng tình người, và ít nhất là chơi cha. Người dân đa số hòa đồng, ai cũng biết nhân nhượng. Như một khi tức nước bỏ bờ, cỡ nào cũng xúc như thường. Dù còn phải ngồi bước chạy, nhưng sống có nhẹ khí. Khi ai đem bụng chân là lúc xuống biểu. Mày coi được, mày đập hết bàn của cha đi con. Xong rồi mình dẹp tiệm mình nghỉ luôn con. Dạ đâu có đâu, con đang dọn dẹp mà. Mày dọn dẹp kiểu gì, từ hôm qua giờ mày đập hai cái bàn của cha rồi. Tao có đang lao. Nè, mời khách đi. Dạ. Uê, ăn hủ tiếu không? Nikolai, vô đây ăn hủ tiếu mày. Lũ đạn đi đâu đó. Mặc mày. Ui da. Tao dặn bao nhiêu lần rồi. Không phải lũ. Cái chợ này là cái chợ văn hóa. Người ta đang phấn đấu lên văn hóa. Cấm chửi thề mà mày cứ chửi thề hoài. Cái thằng lũ, cái mặt lũ. Đạn, cái thằng đạn. Xin lỗi. Xin. Xin lỗi mày đánh luôn hả? Tao lộn. Trời ơi. Bán hủ tiếu chú ơi. Thiệt chú tình. Ơi, cho con tô hủ tiếu nha. Qua mời khách kìa. Lụ đạn ăn cái gì? Tao nói rồi mà cũng vậy hả? Mày không chửi thề bộ mày chết hả? Mày nói lại đàng hoàng coi. Xin lỗi bé gái nha. Gõ một cái muốn nứt xương trời. Tao chưa gõ tét đầu mày là hơn à. Vậy ăn gì chị? Gì cũng được. Dạ. Cha hủ tiếu xương. Rồi. Anh, xương ăn không được mới làm găng. Vậy chán gì? Cái gì cũng được. Cha hủ tiếu bồ viên. Ừ. Bồ viên ăn không được. Dì ứng. Dạ. Vậy chị ăn gì? Dạ cái gì cũng được. Dạ hủ tiếu không. Ăn. Hủ tiếu không sao ăn? Vậy chị ăn gì? Dạ cái gì cũng được. Ngồi vẽ nè ăn đi. Cái gì vậy ông nội? Chứ bây giờ vô đây hỏi ăn cái gì, nó ăn cái gì cũng được, kêu không chịu. Trời trời bây giờ. Trời ơi trời. Bây giờ mày hành hung luôn cả khách vậy đó hả vàng? Cha thấy cái nết con nhỏ đó không? Lụ đạn đó hả? Mày... Trời ơi. Anh ơi. Một hàng ngang thành lập. Nghỉ, dạ, nghiêm, đóng phạt mỗi người 15 ngàn. Ủa anh ơi, tôi làm gì mà tôi đóng phạt anh? Đây là xóm chợ văn hóa. Tôi, nhiệm vụ của tôi là giữ an ninh trật tự. Ai la làng, cãi lộn, chửi thề, đóng 15 ngàn. Tôi chửi thề hồi nào? Ai chửi? Nó. Bước qua đây, cậu, đóng 30 ngàn. Cái gì vậy? Có mình tôi chửi mà. Ông đứng nghe chửi. Ủa, đứng nghe chửi bị đóng rồi hả? Bảo vệ kỳ cục trời. Ông làm gì ở đây? Tôi bán hủ tiếu. Xe gì? Xe hủ tiếu. Chứ kiểm tra cà vẹt xe và bằng lái xe. Trời đất ơi. Cha ơi cha, con bán hủ tiếu chứ con không có đua xe. Cha ơi, kiểm tra cà vẹt bằng lái con làm chi? Vậy cho coi bằng vi tính. Trời ơi. Ông bị điên hả? Bằng anh văn tu ít. Ê, tao chửi thề được không? Nè, tôi nói cho ông biết, cãi hoài đi. Ông bán hủ tiếu mà không biết lương thiện. Tụ năm, tụ bảy đua xe hủ tiếu. Trời ơi. Ông nghĩ sao mà tụi tôi đua xe hủ tiếu được? Cái bô trước nè. Một cái kèn nữa. Đủ để văng con ra ngoài chưa? Tao cạn lời rồi đó. Đóng phạt đi. Bây giờ đóng bao nhiêu? Cậu 15, ổng 15. Cái xe này 30, giảm 50% còn triệu. Ông học lớp mấy vậy ông bảo vệ? Để con. Lũ đạn bây giờ bao nhiêu? Muốn cho nhiêu cho. Bây giờ còn 50 lấy không? Lấy. Nè. Đứa nào đổ xe hủ tiếu tôi lên 3 nòng vậy? Con đổ. Mày đổ làm chi? Đổ như vậy nó mới chết, cha mới lấy số được mấy xe hủ tiếu kìa. Lấy số trời đất ơi. Nè. Tao quýnh mày bộ mày vui hả mày cười? Không phải. Cười cha bảo vệ ngu. Móc túi đóng tiền phạt. Mà chả không biết. Móc túi chả.
chấn động lòng trai. Mày nói 5 điều 3 chuyện mày móc túi không rồi đó hả? Vỗ đứt cái bẹp là móc lực liền à. Tao dạy mày cả tuần nay mày không nghe tao mà tại sao mày đi móc túi nữa vậy? Tao nói với mày như thế nào, hồi đó mày ở trong chợ mày đi móc túi, mày đi giật đồ cỡ gì cũng được hết. Bây giờ mày về đây là mày bỏ tiệt cái nghề này cho tao. Tại sao mày không nghe tao? Mày không nghe thì mày đi luôn đi, mày đừng có về đây nữa. Ê ê ê, tao nói mày đi thiệt hả? Trả cho ông 50. Mày điên à, mày điên à. Mày trả cho ông để ông nhốt mày luôn hả? Mắc gì nhốt? Đưa đây cho tao. Mốt ông ăn hủ tiếu tao trừ. Đưa đây. Tao bắt đầu tao cảm thấy hối hận khi tuần trước tao nhận mày về làm con nuôi rồi nghe. Ôi mà. Tuần trước á, tao đi chợ tao bị người ta giật cái vỏ xương heo. Mày nhào ra mày giật cái vỏ xương mày đưa lại cho tao. Tao nhìn thấy trong mắt mày á còn có tình người. Ui da. Tao nhận mày về làm con, tao tính cảm quá. Lại mày mà một tuần nay hình như mày là cục đá tao đẻ hoài nó không được hay sao? Ủa? Nói vậy là cha sai lầm là đúng rồi. Hồi xưa con cũng định me giật cái vỏ của cha mà. Cha. Sao vậy? Cõi lòng tao chấn động á. Con nói chơi. Trời ơi, ngồi đi. Con nói chơi. Đâu phải con me con giật đâu. Biết sao không? Ngồi xuống đây. Con thấy cha bán ở đây có một mình đơn chiếc à. Mà anh em giang hồ nào cha cũng đối xử đẹp hết trơn á. Cho nên là con quyết định giật lại cái vỏ của tụi nó, trả lại cho cha. Thiệt không? Thiệt. Thì tao cũng thấy mày như vậy, tao muốn cảm hóa mày. Chứ không thôi để mày trong cái chợ đó mày đi giao du với mấy cái đứa đó vài năm nữa tao không biết mày ra cái gì á. Bây giờ bỏ luôn cái thói đó cho tao nghe. Trời ơi. Đại ca ơi, tụi em qua mua hủ tiếu ăn về nha. Mua hủ tiếu kìa. Ra mời khách. Biết trầu gì. La hoài. Tiệt tình. Dạ thưa mẹ. Rượu đạn tụi nó. Mày chửi thề hoài. Không phải. Cái tụi mày giật vỏ của cha đó, nó quay lại đang hủ tiếu kìa. Trời ơi, lũ đạn mà. Ê, cái gì vậy? Tụi nó quay lại đây làm chi vậy? Đang. Không có cho nó thấy cái mặt mày nghe chưa? Lần trước mày giật cái vỏ của nó thấy là mày chết. Dạ. Ra. Đây. Ra tiếp đi. Ê, bán tô tiếu em về coi. Dạ, hai anh ăn gì? Cho tô tiếu xương không lấy giò. Còn tô tiếu giò không lấy xương. Chưa. Tô tiếu xương không lấy giò, lấy hành ngò không lấy hành phi. Cái tô lấy giò không lấy xương, lấy hành phi không lấy hành ngò. Tô tiếu xương lấy giò không ăn hành ngò lấy hành phi. Ăn ớt sắc không ăn ớt xay. Cái tô lấy giò không lấy xương, lấy hành phi không lấy hành ngò, lấy ớt xay không lấy ớt sắc. Tô tiếu xương không ăn giò, lấy hành ngò không lấy hành phi. Ăn ớt sắc không ăn ớt xay. Ăn giá trụm không ăn giá sống. Làm đi. Lũ đạn. Nghĩ đây. Không. Từ để giải quyết mày. Vô. Con nó kêu vậy kìa. Mày đã biết vậy mày cũng càm ràm tụi nó. À, không sao đâu, hai vị đại hiệp. Tôi làm xong hết rồi ha. Tô hủ tiếu lấy xương không lấy giò, bỏ hành ngò không bỏ hành phi, bỏ ớt xay không bỏ ớt sắc, ăn giá trụng không ăn giá sống. Cái tô lấy giò không lấy xương, bỏ hành phi không bỏ hành ngò, ăn ớt xay chứ không ăn ớt sắc, bỏ nước mắm chứ không bỏ nước tương. Wow, xuất sắc. Dạ, sai đối tượng rồi. Tô đó là phải bên đây, còn tô bên đây là của nó. Thì tôi đổi qua. Vậy đi. Vậy được đó dạ. Nè, tô bên đó là của mày đó. Thiệp đứng lại hai chó. Mày chửi ai chó à? Mày lấy hủ tiếu không trả tiền hả? Không. Ông bán sai mất mớ thì phải trả tiền. Đúng rồi, tôi sai. Không có lấy tiền hai tô này tặng hai đại hiệp. Ông biết điều đó không? Dạ, không có tặng hết. Trả tiền ra đây mày. Ê, tao hỏi mày. Ôi, cái thằng giật cái vỏ đại ca mình từ trước kìa. Chết mày rồi. Chị 13 đã tìm ra đối tượng. Tụi bay, bao đi, bốn bay. Chạy hả? Mày đạp nát mặt tao đi. Mấy cô mấy cậu ơi, cho tôi nói như vậy. Nếu mà mấy cô mấy cậu tới mà vì cái chuyện con tôi tuần trước nó lỡ giật số giật má, tôi kêu nó xin lỗi mấy cô mấy cậu rồi mấy cô mấy cậu bỏ qua nha. Lỗi thằng con không làm, thằng con phải chịu. Qua đây xin lỗi mày. Mày qua mày xin lỗi ông đi. Nhưng mà tụi nó. Mày có muốn ở đây với cha nữa không? Mày đi qua bên đó mày xin lỗi nó đi. Xin lỗi. Đây đây. Mày xin lỗi. Tụi mày làm cái gì vậy? Hù đó. Mày hù mày giả cho mặt tao. Mày xin lỗi vậy đó hả mày? Xin lỗi là phải có thành tâm.
quỳ xuống xin lỗi từng đứa một. Mày có muốn ở với cha nữa không? Xin lỗi. Quỳ xuống. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Rồi. Thôi không sao ha mấy cô mấy cậu. Con tôi nó dạy, nó xin lỗi rồi, nó quỳ, nó xin lỗi rồi. Thôi mấy cô mấy cậu là đại hiệp mà, mấy cô mấy cậu rộng lượng bỏ qua cho cha con tôi nha. Bán hủ tiếu ở đây em có xin phép chưa? Có, tôi xin phép ban quản lý chợ đàng hoàng. Chưa xin tụi tôi. Gì đây cả? Tụi mày chịu binh trong miệng tao luôn. Đi qua bên này. Dạ. Gì đâu mà chưa mở miệng là nó sấn vô à. Ông già, tôi hỏi ông có biết ai nắm giữ cái địa bàn này không? Biết. Ai? Ban quản lý chợ. Ai nắm giữ cái địa bàn này tụi bay? Ban quản lý chợ. Con này mấy cha. Trời lóc cóc len keng có mấy cậu mà cũng đòi quản lý chợ cái khu này nữa hả? Trời. Tôi mà lóc cóc len keng kìa. Lấy hàng lạnh xả nó. Dạ. Ê, đủ rồi nghe. Bây giờ mấy cô mấy cậu muốn cái gì? Lấy hàng lạnh xả không? Hàng lạnh xả tụi tôi hả? Đừng có dòm tụi tôi tới đường cùng nha. Tụi tôi nhịn nãy giờ đủ rồi nghe. Bây giờ muốn chơi hàng lạnh đúng không? Hàng lạnh cỡ nào? 6 tấc. Hàng lạnh tôi 1m2 nè. Wow. Còn cái gì chơi nữa? Còn hàng nóng. Hàng nóng mấy nồng? 2 nồng 6 viên. Hàng nóng tôi 3 nồng nè. Wow. Ép tụi tôi đúng không? Con. Dạ. Vô đẩy hàng nóng hàng lạnh ra chứ. Ê. Đẩy sát xuống. Trời ơi. Nó bưng tới hàng tự chế. Dỡ hàng nóng hàng lạnh ra. Tụi tôi buôn bán đàng hoàng. Mấy cô mấy cậu vô đây ép tụi tôi. Bí thế ba con cha con tụi tôi phải dùng lên. Làm liều. Lỡ như hai bên nào thua cũng phải chui vô cái chỗ này. Là sao? Nó chết rồi, quả thiêu. Còn đứa nào mà nhà xa muốn gặp mặt gia đình thì cũng phải xài tới cái này. Là sao? Đóng gói, ướp lạnh, xuất khẩu về gia đình. Đủ lạnh, đủ nóng chưa? Ồ, nghe cái muốn nóng lạnh luôn ta. Hàng lạnh nè, hàng nóng nè, tụi bay xả nè. Dạ. Trời ơi. Đừng mà. Mấy con mấy cậu tha cho tôi đi mà. Dạ. Trời hả? Đừng mà. Ê, đừng mà. Trời ơi. Tôi xin mấy con mấy cậu mà. Mày xả tao luôn đi. Xin lỗi đại ca. Đỡ đại ca lên. Trời ơi. Bây giờ túm lại mấy cô mấy cậu muốn cái gì mấy cô mấy cậu nói đi chứ đừng có ấp ấp mở mở nữa, tôi đau tim lắm. Thu tiền bảo kê. Nãy giờ nói quá trời nói chứ để thu tiền bảo kê hả? Đúng vậy. Không nói đại đi để tôi đưa cho có gì đâu à. Sao đưa tiền ta? Kệ nó con, coi như mình mua cái sự yên ổn con hiểu không? Có nhiều tiền nè, tôi dốc hết tôi đưa cho mấy cô mấy cậu đó, trả sự bình yên cho tụi tôi đi. Ủa sao tới 3 sắp lận? Có nhiều đưa hết rồi. Mạnh tay dữ không dạ? Đó, bả vậy đi. Ông đưa tiền sớm mà đâu có chuyện. Đi về. Trời đại ca, làm giang hồ có bộ dễ ăn quá hả? Chứ sao? Vậy. Cũng được quá ha. Khoan. Vậy. Lấy tiền rồi có lấy giấy tờ không? Giấy tờ gì? Đây nè. Giấy chứng nhận cầm chứng minh nhân dân tên chị 13 giá 50 ngàn của ai? Ủa mất cái tôi mà. Trời mất cái này là phiền luôn á. Đứa nào đi đâu chơi mà mất thẻ xe phải ghi giấy xác nhận có chứng thực của phường tên Trần Ngọc Tiến nè. Thiệt luôn á. Hậu đậu hết sức rồi cái vé coi chung kết làng hài mở hội đội xém cười này của ai? Trời, dù mới móc túi chân thành luôn á. Tôi trả hết luôn rồi đó. Ủa khoan, cái vấn đề là mấy giấy tờ tôi bay trong bóp rồi tại sao không có? Thì bỏ trong bóp nè. Trong túi mà. Đâu đâu? Ủa? Đâu? Tiền đâu mất hết rồi? Ủa tiền đâu trơn rồi? Tiền đâu vậy? Ông cầm kìa. Ủa sao tiền trong túi tụi mày mà ông cầm vậy? Tao móc tao đưa cho tụi mày đó. Trời. Móc hồi nào? Tôi biết nè. Trời ơi, ông móc từ cái lúc mà ông hỏi cái câu hàng của tao đủ nóng đủ lạnh chưa đó. Tin không? Không tin làm lại đi, chỉ cho coi. Bye bye. Trời ơi. Xuống tôi
Cả kháng trường đừng tập trung về tôi, cũng đừng tập trung vào ai cả. Hãy hướng về hai ngón tay của ông già. Tôi xin mấy cậu mà. Chuyện là như vậy đó. Đỡ tao vậy. Dạ. Ông xin cái gì? Ông ăn cắp tiền của tôi đúng không? Tôi ăn cắp hồi nào tôi có xin đàng hoàng. Xin hồi nào? Cái câu cuối cùng của tôi nắm đống tiền là tôi xin mấy người mà. Ông xin nhưng mà tôi đâu có cho. Vậy chứ tụi bay vô đây thu tiền bảo kê tao cũng đâu có cho mà tại sao tụi bay vẫn lấy? Tụi bay là giang hồ. Ừ. Tụi bay giang hồ cỡ nào? Tôi bước chân vô giang hồ từ năm 19 tuổi đó. 19 tuổi, nay mày nhiêu rồi? Năm nay tôi vừa tròn 20 tuổi. Một năm lăn lộn trong giới giang hồ, mày biết được bao nhiêu cao thủ? Khá mày nhiều. Có nghe tới cái tên Tài Mặt Xệ chưa? Là ai vậy đại ca? Ai vậy ca? Ai vậy? Là ai? Tài Mặt Xệ, trùm giang hồ hóc và tó. Mày có nghe tới cái tên Hương Bánh Giò chưa? Ai vậy đại ca? Ai vậy? Hương Bánh Giò, trùm giang hồ cầu ông Lạnh. Rồi A Xìn mày nghe chưa? Ai nói vậy? A Xìn thánh chửi lộn. Giang hồ tứ trụ còn một người nữa là ai? Quẹo chó điên. Tao chính là quẹo chó điên nè. Trời ơi. Trời ơi, chú quẹo. Chú quẹo. Sao người ta nói chú mất tích 20 năm nay, tại sao bây giờ chú lại xuất hiện trong cái chợ hủ tiếu này? Tao mất tích 20 năm nay là tại vì tao đi bán hủ tiếu. Cỡ tụi bay bước chân ra giang hồ là cò con tập tành. Cỡ tao đã từng một thời xưng hùng xưng bá. Tao đã từng một thời lẫy lừng, tranh giành địa bàn với biết bao nhiêu băng đảng. Cũng chính vì cái điều đó, tao đã phạm phải một cái điều sai lầm nhất trong cuộc đời của tao mà không bao giờ tao tha thứ được. Tao nhớ hoài ngày hôm đó. Cha bỏ ghê. Con ơi đừng bỏ cha. Con ơi. Con chỉ muốn cha bình an. Con. Câu chuyện của ông cảm động quá à.
Từ đây về già tôi không có phạt ông nữa đâu. Mà cuối cùng câu chuyện sao vợ? Cuối cùng á, con tao chui vô cái bếp lò. Ủa? Làm sao? Chết rồi, quả thiêu. Tao thì chui vô bụng nước đá. Rồi sao? Ủa, ướp lạnh luôn hả? Không có. Ở trong nhà đá 15 năm cũng lạnh. Ở trong đó tao học được cái trò nấu hủ tiếu nè. Tao mới biết được á, làm giang hồ chẳng có được cái gì hết. Có chăng là sự xa lánh của mọi người. Tao ra khỏi tù tao nấu hủ tiếu tao bán. Cho tới khi tụi bay vô đây tụi bay quậy tao nè. Bây giờ tụi bay muốn cái gì? Cỡ tao mà còn bỏ nghề nè. Giang hồ tập sự tụi bay muốn chơi cỡ nào? Giờ tụi con không dám gì nữa đâu. Không chơi nữa. Bây giờ cái lò lửa với cục nước đá mày chọn cái nào? Giờ tụi con không dám chọn cái nào đâu. Không chọn, không chọn. Tụi bay không chọn hai món này. Tao chọn cho tụi bay. Hả? Cái nồi này nè. Chú Quẹo, chú định trụng nước sôi tụi con hả? Mày khùng quá. Giờ bốn xác tụi bay chui bằng cái nồi này á. Về đây đi, rỗng chuyện ngày hủ tiếu cho bán phụ mỗi ngày với ổng. Tập trung đi, lo làm người lương thiện. Đứa nào muốn nấu hủ tiếu tao truyền nghề cho. Dạ. Dạ. Rồi con sao? Anh hai. Lại đây. Phát. Trời ơi, tôi còn khổ dài dài nè trời ơi. Nước Việt Nam, nước Việt Nam là nơi ta sinh ra. Miền đất sống bằng tình người và ít nhất là chơi cha. Người dân đã sống hài lòng, ai cũng biết nhân nhượng. Như một khi tức nước bỏ bờ cỡ nào cũng xúc như thường. Dù con phải thêm bước chạy, nhưng sống có nghệ khí. Khi anh em đồng chuyện là luôn sẵn sàng cho kẻ thù trả viện phí. Không có việc Dạ, xin chào tất cả bà con. Tôi lại phải nhắc lại một lần nữa, đây là cái xóm Tam Tấu. Tôi là ông già, bên đây là bà già, còn bên kia là em. Bà già là bà gì? Dạ, và để nói tiếp cái phần giới thiệu rất nhạt nhẽo vừa rồi, thì tôi xin mời quý vị bà con hãy cùng nhau đón xem cái sự việc gì sẽ xảy ra tại cái xóm Tam Tấu này. Và chào mừng tiếp theo. Alo, alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alo, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dán đâu ra cái này về vậy? Trời ơi, đi mua đó. Mua hả? Trời ơi, tụi nó bán sale cuối năm nè. Trời ơi. Tụi nó bây giờ hay lắm, có cái này với cái này thôi. Ừ. Gắn cái nhạc mà Bluetooth vô là ca được rồi. Hay vậy trời. Vui lắm. Tết thì có cái còi hát vui nè. Có cái để mình chơi, mình ca hát vui. Alo. Hát lớn lên rồi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ai làm cái gì mà sùm mới sáng sớm Tết nhất tới nơi à? Cái gì vậy? Em sao em ngộ quá hả? Người ta ca hát cho nó vui đầu năm chứ cái gì mà la vậy? Ủa, Tết đâu phải để ca hát, là để yên tĩnh, để nghỉ ngơi. Bà nghỉ cả năm trời bà không thích hả? Tự nhiên cái Tết kêu yên tĩnh nghỉ ngơi, cho đi tu đi. Tự nhiên Tết cho vui kêu yên tĩnh nghỉ ngơi. Ủa? Mới mua cái loa hả? Cái loa đó. Mua loa chi vậy? Tết nhất hát trong shop mình làm sân khấu rồi cho nó vui. Ừ. Rồi có ai biết hát đâu mà vui hay không vui. Trời đất ơi, ca hát cho nó vui chứ đúng không? Rồi. Giới thiệu đi, làm MC rồi đi. Rồi rồi, để tôi giới thiệu nha. Giới thiệu đi. Dân giả kính thưa tất cả bà con. Nghe, nghe. MC bị dư đó. Mình dân mình bỏ dạ, dạ bỏ dân đi. Dân giả là cái gì? Si gì kỳ vậy? Dân kính thưa quý vị khán giả. Dạ. Dân gì? Hả? Không ai hỏi gì cũng dân. Dân cũng quả cũng nhà không hả? MC mà nóng tánh quá à. MC người ta phải vững vàng lên. Bị chửi riết là quen, hiểu không? Có gì đâu mà dễ bộ. Đứng ra làm. Thôi tôi làm chi? Hát luôn cho làm chi? Và bây giờ tôi xin hát một ca khúc rất là sôi động. Baby say yeah. 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 Dục luôn đi. Không có nghe. Yeah yeah mà không có nghe. Đứng luôn. Tao nói rồi, cái micro để bình thường hát đi. Lắc 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 cái micro nhức đầu nó im luôn rồi. Mà điên, micro là nhức đầu. Chứ sao? Micro nó nhức răng thôi. Nhức răng rồi không? Ừ. Mệt quá à. Coi coi nè. Alo, alo. Ủa được rồi nè. Nghe không? Nghe. Sao chị hát nó bị tắt vậy cưng? Thì bà nạt quá, nước văng vô nghẹt cái lỗ sao nghe. Vậy em đừng có hát. Em đâu có vật cản đâu, nó văng đâu dữ lắm. Bớt soi mối hàm răng của em lại đi. Sao vậy? Em quá mệt mỏi rồi. Chứ cái hàm răng em nó có cản được nước không? Cản được sao không cản? Ở vòng cánh cung gì nước đâu có văng vô được. Trời ơi, răng em đi sân khấu cầu vòng với em. Trời đất ơi. Trời ơi. Hèn chi cánh cung nước đâu văng được micro vô ướt áo bà hết rồi. Bây giờ có thể bây giờ khai thác hàm răng.
những cái sao đừng nói tới nó nữa. Không nói tới nó không có vui. Làm rồi, làm ơn phải biết sáng tạo đi chứ. Không thích nữa. Thôi 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 mệt mấy bà quá. Giờ ca nhất tới nơi nè. Giờ vô quảng cáo ca, nha. Tôi ca. Em gái tôi sẽ ca một ca khúc sôi động. Vô. Vô. Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai, vẫn là con trai cũng chưa yêu ai một lần nào. Mình đang đâu đây? Cô điên à? Sao vậy? Cái phận làm gái yêu ai, cái phận làm trai cũng yêu ai luôn à? Chứ sao? Hát cái gì tầm bậy tầm bạ, hát chế lời bậy bạ chứ. Chỉ hát đúng là hát sao hát bà hát thôi. Mệt hai bà quá đó. Cái gì cũng được chứ, để tôi làm cho. Thôi làm chi nữa, bây giờ kêu ai vô làm đi, tụi mình làm nó không có ra cái gì hết trơn. Nhưng mà bây giờ Tết Nhất phải chơi cái gì? Chơi cái gì đi chứ. Trời ơi, cái trò gì mà Tết Nhất ông bà già trẻ lớn bé ngồi xếp bàn xuống đất kìa nè, mà lấy mấy cái tờ lô gì? Lô đề hả? Tụi mày bắt bà giờ ra chứ chơi gì? Lô hội. Ủa là lấy da đam quăng vô mặt nhau chơi gì đó hả? Không, lô hội là kêu cái hội chơi lô tô á. Ai chơi lô tô? Lô tô. Ê, mà chơi lô tô là sao? Chơi sao? Lô tô là ơi mà chơi lô tô nó cũng buồn chán lắm nghe, tự nhiên cái hả móc ra 32 ca kinh 45 kinh 67 kinh chưa kinh tôi ngủ rồi. Ờ. Lấy nguyên bình hồng dưa ra đặt lấy ăn hết bình hồng dưa chưa kinh luôn. Kêu lô tô này đó muốn vui á là phải có người mà em cũng chơi không có được nữa, em để trong Google là pạc không biết chỗ nào kinh luôn. Thôi mệt quá. Rồi bây giờ dìm nhau đủ chưa? Chị em không thích ghẹo nhau chơi vậy mà không có vui luôn á. Cái gì bây giờ nè, kêu lô tô nó con số ra trước đó phải hát mấy câu nó mới sớm. Không biết hát không? Tôi nói nghe nè, bây giờ tôi biết cái một cái nhóm này ở đâu nữa? Ở trên xóm trên. Ở xóm ngộ ha, sao mấy người tài ở trên xóm trên không à? Cái xóm này quái cũng gì ở không à? Ừ, tại vì nó quy định vậy á. À, kỳ quá ha. Ở trên xóm trên mới có người hiểu không? Bây giờ cái nhóm nó nhỏ vậy nè, mà tôi nghe nó hát lô tô vui dữ lắm. Hả không? Nó dễ thương, nó đáng yêu dữ lắm. Dạ. Bây giờ kêu nó vô đây đi. Kêu vô đây thì nó hát vui mình cho nó tiền lì xì. Đúng rồi. Nó bao lì xì nhiều lắm. Ừ, kêu mà nha. Mình vô đây là mình phải làm hổ nó. Vô. Họ báo vô rồi kìa. Ủa, em nghe nãy ai mới điện thoại lên kêu đàn lô tô tụi nhỏ. Ở đây. Ở đây hả? Trời đất ơi mừng quá, Tết Nhất tụi nó đang ế xô. Nó cần cái chỗ mà làm kiếm tiền. Tiền ăn Tết. Rồi kêu vô đi. Kêu lô tô được không? Kêu vô. Mấy đứa. Dạ. Yeah. Vô. Đã quá lâu rồi tay xôi không được chắc tay ai theo. Đi đâu cũng chỉ một mình, không khác gì cây hoa héo. Xuân hạ thu đông trôi qua, mùa nào cũng không ai theo. Không phải tôi không cố gắng, vẫn đang chút giờ phương án bày theo. Thôi nghe nè, hát lô tô đi đánh giặc vậy. Tôi đông quá vậy trời. Có tiền đâu trả ba. Không trả một cục thôi, bây giờ nguyên đoàn này chỉ cần một số tiền duy nhất thôi. Cho một hả? Đứa một thôi. Đỡ tốn tiền. Không có, đừng có nói vậy còn mấy đứa nữa. Tự nhiên vô hát bài đó vậy. Trời dạ. Ơi, con đi đâu con diễn show gì thì con cũng phải biết được nắm cái rõ cái hoàn cảnh quy định của những người ở đó. Đến. Bắt người này ế chổng ế chê mày hát bài ế vô chết người ta. Trời ơi. Đúng rồi. Forever, forever love. Forever, forever love. Forever, forever love. Đánh đi. Hát gì Tết Nhất bắt đi lụm lon không à? Không, hát cái gì vậy? Mày hát bài nào tao có chồng coi. Hát cái gì lụm lon? Cái lụm lon là gì vậy? Dạ, cái đó là forever alone có nghĩa là cô đơn á chứ. Thôi bây giờ kêu đi. Bóc lô tô vô kêu đi, kêu số đi. Bây giờ chuẩn bị à. Kêu lô tô, lấy đồ nghệ ra, Dạ, kêu đi. Ngồi coi, ngồi coi. Có phát giấy rồi không? Có luôn chứ bà nè. Cho bà cái ghế nè. Cho mượn cái loa luôn. Cho hát đi. Dạ. Cái micro nè con. Rồi kêu đi. Rồi kêu đi. Đưa cái con số coi. Đưa cái giấy giò đi. Đưa cái giấy giò đó. Rồi giấy giò. Có phát ở dưới luôn không? Phát luôn. Đi đâu mà dội mà vàng mà giáp phải đá mà hoàng phải dây dừng chân đứng lại ở đây mua một tấm vé chứ có 3.000 3.000 một tấm vé vô luôn mà con. Phát ơi. Vô mời chị luôn. Mời anh luôn. Nó nghe. Con đầu sủ sủ đó đâu nó vô đòn hồi nào vậy? Trời ơi mặc đồ cùng màu. Đâu mà, luôn. Đào đâu mà sủ dữ vậy ba? Rồi vậy kiếm đào nào tôi mấy đứa ơi. Chân tờ. Kêu đi. Rồi kêu đi, kêu đi. Rồi kêu đi. Rồi chuẩn bị mấy đứa ơi. Vô. Vô. Vô là vô là vô là vô. Vô là vô. Quay đào đâu nè. Không đâu. Không đâu. Lấy sao gì ra. Trời ra mà ra con mấy. Còn mày cái gì ra. Con năm gì đây? Ba sẽ là cánh chim
đưa con đi thật xa. Con 53, con 53. 53, 46, 46, 46, 46. Con số gì đây, số gì đây, số gì đây? Số gì đây? Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Mà anh muốn hỏi em rằng chúng ta là thế nào? Nè, con nè, nói nghe nè, lấy cái đồ vô, lấy đồ nghề mình gõ đi cho nó lẹ đi. Lấy đồ nghề đó. Rồi chơi chơi luôn đi. Lấy đồ nghề ra gõ lẹ lên kêu. Ủa mày lẹ đi, tao kinh sổ bây giờ à. Lẹ lên nè, chuẩn bị nè. Vô lại nè. Cái này có cái nhạc lô tô nó mới sơm á. Vô. Bốn gì đây con, bốn gì đây con, bốn gì đây. Bốn gì đây. Bốn gì đây, bốn gì đây. Tề thiên đại thanh quốc đại náo thiên cung. Quỷ đức dây thung tuột quần trái. Chú là con số 4, con số 4, con số 4. Quá, tao kêu 46, tao kêu số 4. Ôi, 46. Tới đứa khác ra đây. 46, 46. 46 gì đây? Vô, vô. Vô kia còn 46. Số gì đây? Số gì đây? Số gì đây? Con số gì đây? Con số gì đây? Vô, vô. Nhắm mắt mờ màng anh không muốn tiền mà cho ông nói đầu này. Vậy đi trước, bây giờ ai đang nắm chặt bàn tay của em vậy? Mong lúc đưa một trận đùa. Anh đưa tay rút lui thôi. Chắc ai bây giờ đây? Chúng ta không thuộc về nhau. 46. Trời ơi, chúc mừng tụi con có thể loại mà tụng kinh bằng lô tô nữa. Hay quá ha. Nghe cứ muốn sám hối liền mày ơi. Sao? Hay quá, kêu tiếp đi. Thôi bây giờ nè, vậy? Bây giờ tôi nói gì nè, bây giờ cho nó hát cái bài nó nghỉ đi. Bây giờ tôi không muốn hát gì, tôi không hát, hát gì. Miễn có số thôi. Miễn có số thôi. Hát đi, nhạc lên. Số gì đây, con số gì đây, số gì đây. Số gì đây, con số gì đây, số gì đây. Từ Bắc vô Nam nổi lại chiến xa, ta đi vòng tay lớn ai để đối sơn hà. Từ Bắc vô Nam này ra vui đẹp, ngóng ngóng như báo tố quay cuồng trời đông. Bàn tay ta nắm nối liền một con Việt Nam. Còn số 8, còn số 8, còn số 8. Quá vô, tiếp tục. Số gì đây con, số gì đây con, số gì đây. Vô vô vô. Số gì đây, số gì đây. Vô. Còn số 9. Không rồi. Số 9 nè. Số gì đây con, số gì đây con, số gì đây. Số gì đây. 15, 20, 30. Vừa đúng 30 số, 30 số, 30. Tao là ăn chưa, tao là ăn chưa. Ý dọn, ý dọn. Số 1. Tôi hát đây, tôi hát, tôi hát vậy, mấy người hát con mấy gì ra, con mấy gì ra, con số ba, quánh ra đây, quánh ra đây, trời ơi hát cái gì kỳ cục vậy, hát vậy cũng phải đặt làm lễ để dung gì đây, bây giờ có giò không, ai chính chưa, chưa đâu mới hát kinh hát đâu, bây giờ hát số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Tấm thiệp mời trên bàn, tên dáng địa điểm rõ ràng, là một đám mừng ở trong làng. Ngồi tờ cũng dường thấy hoàng mang, rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng. Anh có cho người tới và chè đi cùng, nhiều ngày tháng giờ này tương phục. Mà lòng cay cay cay, con số 7. Con số 7, con số 7. Số gì đây, số gì đây, con số gì đây. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi. Hay để chắc chắn anh hay nói gì mình muốn gì. Và nói cho em nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 5 anh có đánh đôi nhịp nào không? Con số 4, con số 4, con số 4. Cái gì vậy? Tập tành biết bao nhiêu lâu, đánh rơi nhịp nào không, phải là con số 0 hoặc là con số 10 không, hay là con 1 không chứ sao hay số 4. 1, 2, 3, 5 đánh rơi nhịp nào. Số 4. Con số 4. Con số 4. Con số 4 còn gì đây, con số gì đây. Ai ai ai. Số gì đây. Hay không anh biết. Chúng xin chúc mong đầu đêm. Quá chú ơi. Em xin em đứng một mình cũng xin. Hay quá. Con số 9 là con số 9. Số gì đây, con số gì đây, số gì đây. Nước chảy ton ton, con dưỡng bồng con lên non mà hai cái. Anh nắm thương nàng phận gái mồ côi là con số 1 thôi. Hay quá. Số 1 rồi, cười ra mà con hay. Còn mấy cái gì đây. Còn số nữa không, còn số nào không? Còn nữa, còn nữa. Còn hò, hò.
Cái gì vậy? Để tao. Số gì đây? Hồi chết thằng DJ luôn. Nhà mây núi cũng trèo, mây sông cũng lội, mây đèo cũng qua. Con số ba. Con số gì đây? Quay ngược thời gian chờ với túi thở. Lòng nhau ngoài mưa lắm năm đầy buồn. Hay quá. Đó, hình như con hát sai lời. Mày tào lao à mày. Để nó nghe nè, ý kiến. Bước ra đây. Nhìn mặt hai đứa bay quen lắm. Thế cái gì mà được mấy trăm triệu phải không? Tao kiếm tiền vậy rồi xương bụng là gì mày? Giờ mày làm sao tao cười coi? Trời ơi, đơn giản quá mà kêu cười coi. Đáng vui quá. Bây giờ tụi bay làm sao hai cái mặt tao cười đi, tao cho tiền. Tao lì xì keo đầy cười là mất tiền. Đó, bây giờ diễu gì cho cười coi. Hai ba coi. Giọng này dễ rớt lắm đó con. Thử đi con. Hai đứa bay diễn kịch đi. Diễn đi. Thiếu nhi đi. Hả, diễu đi. Anh nhớ cái bài song tấu bữa trước không? Đó, nhớ. Anh nhớ không? Anh làm cô quét bài khăn đỏ. Em là con sói đó. Nhanh lên đi anh. Nhanh lên đi. À, em là cô bé ngoài khăn đỏ. Em đang tung tăng trong rừng. Ai đây? Sói BD. Trời đất ơi, trời ơi trời. Cái gì tự nhiên? Thấy chưa? Cái gì tự nhiên? Cái ta nói BD cái mặt cười cho bà. Không có. Tự nhiên nhục mình cái cười. Trời đất ơi. Thôi lấy tiền ra cho nó luôn đi chứ sao vậy? Thôi, vui quá trời vui rồi, tới đầu năm hái lì xì đi tụi con. Rồi. Để tôi nói rõ ràng. Ở đây đó, các bao lì xì nó có mệnh giá từ 1 triệu cho tới 5 triệu. Nhưng mà chỉ được bóc một lần duy nhất thôi. Hên xui, nghe không? Không nói kỹ lại bất trụi cây mai luôn rồi. Trời đất ơi. Rồi bây giờ vô đây nè. Rồi. Một đứa bóc thôi. Đại diện một người. Xí xí, đứa nào có tạm trú tạm vắng đứa đó bóc phải không? Không có biết đâu viên đâu kia nó kiếm. Dạ hả? Bóc đứa nào? Đứa nào già nhất bóc đi. Đứa nào già nhất kìa. Ừ đúng rồi, đứa Ngọc Anh bóc đi. Rồi, giá ca cho con bé nó bóc nè. 5 đứa mà có 10 ngàn kỳ lắm cả con. Rồi. Nó quánh đó. Chơi đi con. Bóc. Hồi hộp quá. Bình bích. Ở đừng có lựa xa quá. Già cả tèm nhèm. Có bọc chưa bỏ tiền nữa nha con. Lấy đi rồi thôi. Rồi, hồi hộp lên nặng lên con đâu. Xuống mày, trời ơi. Lên đây luôn. Xuống mày. Nặng ra. Bọc lên. Bao nhiêu? 5 triệu. Trời ơi. Cái gì vậy? Có âm nữa đó nha, nhiều khi âm là thối ngược lên tụi tao đó. Ủa sao trang giấy trắng vậy? Trời ơi, 5 triệu. Giỏi quá. Không, sao nói chung là cái lô tô mà đủ thể loại vậy là chịu à. Cảm ơn tụi con đi vô lãnh tiền nha. Nhóm Heyman bắt đầu. Mọi người ơi, biết chuyện gì chưa? Chị Kiều Anh biết chuyện gì chưa? Anh Dương Sơn biết chuyện gì chưa? Chị biết chuyện gì chưa? Thực ra tôi xuất hiện trước cho khác với số đầu thì có gì trơn trời á. Dạ cảm ơn bà chị đã làm thay đổi mà không vui lắm nha bà chị. Nó nghe nè, vậy mới đâm toàn nhát nữa đó. Để người ta giới thiệu cho nhân vật. Dạ dân, dạ chào mừng tất cả mọi người đến với cái xóm này. Dạ tôi là ông già, đây là bà dì em bà già. Và bà già là bên này. Rồi có chuyện gì nói tiếp đi quý vị. Năm mới mà buồn quá à. Sao buồn nữa? Năm nào Tết đến xuân về, mở mắt ra, có dọn mâm bánh mứt ra ăn. Xong rồi bánh chưng, bánh tét ăn ngập mặt cho qua cái Tết ngày này tháng nọ. Ít ra Tết tới là nhà cửa phải thay đổi trang hoàng chút xíu, hiểu không? Ê, bây giờ tôi muốn học thêm mấy cái nhà tri thức đó. Năm mới cái tiện treo mấy câu liễn, câu đối cho mình nhẹ hên lên, hiểu không? Đúng rồi. Mà ngặt nổi không có biết viết sao cho hay. Ê, để tôi cho bà mấy chữ nha. Chữ gì? Minh dự. Gió bất về, xác sơ những bụi. Tết nhất ra thằng đất nghiệp chướng cả nhà, nghe không? Có ai giúp tôi viết chữ không nè? Có ai giúp bả không kìa? Tôi! Tại sao?
trời, đỡ ghét cái tâm niệm của nhà tôi là trời hả? Trời ơi, trời ơi, tâm niệm tốt nhất của tôi treo lên mà ai xé mất tiêu tâm niệm bốn chữ của tôi nè. Trời ơi, ai chơi kỳ vậy? Bà diễn xạo vừa vừa có chữ nào đâu mà xé không biết. Mày ngu quá à. Mày phải nhìn. Mình phải nhìn bằng cái tận trái tim mình, à, mình tức mới là thấy chữ. Tình tâm mới thấy chữ hả? Ừ, hay em quá. Ở trường người ta có dạy đơn nguyên tưởng tượng đó em. Dạ hả? Rồi được rồi, bây giờ bốn cái chữ của bà là chữ chị gì nói vậy? Chuyện mà không ai hiểu hết trơn. Đơn nguyên tưởng tượng. Kệ chị. Thôi giờ được. Nó nghe này, viết chữ gì mà tiếc nuối dữ bốn vậy? Bốn cái chữ, tôi tính một lát nữa mới viết làm treo lên. Chữ gì? Mà nó rách rồi. Chữ gì? See you again. Mà tết mà viết chữ gì kỳ cục vậy bà? Thì đó, see you again. Xé lần này xài lại lần sau quá bà nội. Ủa chứ cái chữ đó là không phải lộn rồi, cái chữ đó là cái gì? See you again đó là bà tính treo ở đâu? Tôi tính treo trong nhà mà lộn phải chữ đó. Chữ gì? See you again là treo đít xe. Ừ, xe đụng mà chết à. Ủa chứ cái chữ đó đâu phải là xin đừng hôn em hả? Hey, see you again kêu đít xe là đụng tôi nửa đi đó bà. Trời đất ơi. Trời ơi vậy? Tết nhất hai bà nói chuyện gì đâu đụng này kia nọ không à? Có cái chữ nào tết để viết lên cho đẹp không? Cho bà mấy chữ đi kìa. À, bốn chữ hả? Chữ gì? Bà già bị mập. Chị cũng viết bốn chữ tặng qua nhà em. Chữ gì? Mập đè răng hô. Tôi cũng nói lại bà. Chữ gì? Răng hô cặp mập. Cặp đi, cặp đi. Thưa cặp đi 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 đưa cặp lần nữa coi. Ủa sao dài quá vậy? Có bốn chữ à? Mày ráng lắm, mày khoái làm tùm lum lắm. Hai bà nha, thiệt luôn á. Bốn chữ thôi. Bốn chữ hả? Thôi bây giờ mình đề bốn chữ cho ba đứa mình luôn đi. Chữ gì? Nói hoài hồi nhây. Đó, đúng rồi ha. Được. Nhây lắm. Thôi bây giờ này vô thẳng vấn đề đi. Ừ. Bây giờ bà muốn là kiếm ai để viết mấy cái chữ này cho bà đúng không? Thì kiếm ai đó mấy. Tôi có luôn đó. Trên sấm trên luôn đó phải không? Biết hay vậy. Biết hết á. Mấy người giỏi giỏi lên sấm trên ở hết. Mà cô Quanh Kim Sơn mua nhà trên sấm trên hết rồi. Gì vậy? Ừ, còn sớm thì ba yêu tin mình ở thôi. Ừ, đúng bây giờ còn rồi. Ai vô đây chơi ha? Buồn còn, quá. Tôi biết được cái nhóm đó nha mà đặc biệt. Biết nhóm chữ không? Biết chứ. Nghe nói nó giỏi lắm. Thư giỏi pháp. Chữ nghĩa phải không? Rất giỏi chữ nghĩa. Thư pháp. Ăn nói lưu loát nha. Trời ơi cái nhóm này toàn đàn ông không? Vậy đó hả? Ừ. Sao ông nói cái chữ toàn đàn ông không mà cái mặt ông có vẻ thích quá vậy? Cái nét ngộ là toàn đàn ông không. Mà con mắt chớp chớp long lanh nha. Toàn đàn ông không. Kiểu vậy đó. Rồi để bà vô đi. Thôi hiểu rồi, ông đàn ông, đàn ông mặc áo hồng, đàn ông kêu vô đi. Đi vô đây. À, sao mày biết? Ủa? Hey, đi vô. Yeah. Yes, I'm gonna be. Okay. Hey, see, see. Okay. Ủa chân chương mà sao có xách cái lo kéo kéo vô nữa? Hey, yeah. Đi ăn tết thì đi chém lộn. Chém lưỡi liềm chi vậy con? Không có, tại vì hết động cụ lấy có này vui vui lấy đại thôi. Vui quá. Dạ. Mấy người có biết văn chương thơ ca Tỷ Phú rồi không? Trời, văn chương là một bụng. Vậy đó hả? Văn chương nhìn bụng là biết có văn chương liền. Trời, văn chương biết chút xíu thôi. Thời tao văn chương dữ lắm. Dạ. Rồi. Bây giờ có chuyện gì mà kêu réo tụi con dữ vậy? Bây giờ nhà tụi tôi á muốn có câu đố rồi văn chương Tết. À câu đố văn chương. Mấy người có biết làm câu đố làm thơ làm văn rồi cho vui rồi hả? Trời ơi, tưởng đâu gì văn chương đúng không? Rồi vui nha. Dễ ẹt thôi. Dễ ẹt hả? Mà sao đầu năm đầu tháng đi đâu ra đường mà trời môi chê tao quá vậy? Mai là nhà tao không có buôn bán, tao buôn bán tao đốt phong long rồi. Ờ, sao chè mo chê? Ê, tôi nó giống cái ổ khóa. Trời ơi. Hai đứa mày, trời xanh một cặp. Ờ, y chang cái ổ khóa luôn trời. Bà thiếu. Gì? Ê, có tức phu thề ghê. Nó chém một cái mà luôn á. Đúng nha. Rồi bây giờ nè. Thử thách trước đi. Thử thách, bà, thử thách trước bà đi. Bà trước đi. Bà thử thách phu thê bà trước đi. Bà thử thách đi. Thử đi. Thách thử coi sao. Đúng, năm nay nhiêu tuổi thế? Nói thiệt á, tao nhìn mặt bà tao cũng ngượng miệng tao lắm. Đã ngoài 40 rồi con. Ngoài 40 rồi á. Ừ. Ngoài 40. Hay.
Nhìn gì hay hay? Có gì hay hay đó à. Em bây giờ nè, nói chung là già rồi. Xúc luôn rồi kìa đó. Già rồi, lẩm cẩm, không có nhiều chữ nghĩa. Giờ muốn treo câu đối ý nghĩa treo lên tường nhà cho hên. À bây giờ là muốn có ý nghĩa câu đối là treo lên tường đúng không? Ừ. Sở thích của thím là cái gì? Thích hả? Thích ăn kem. Thích ăn cà lem kem chuối đúng không? Ừ. Ăn cà lem kem chuối là mình sẽ ghi cái câu gì trong đây ta? Suy nghĩ. Cà lem kem chuối. Kem chuối, suy nghĩ đi. Cà lem kem chuối là đúng bốn chữ rồi đó. Cà. Muốn ghi mấy chữ nè? Cái gì đó đi. Bây giờ nè, thôi bây giờ vậy cho dễ nè. Ừ, sao, bây giờ sao? Thôi bây giờ á. Nè, sao cho dễ đi nè. Cho dễ nè, tự suy nghĩ lâu lắm mất thời giờ. Bây giờ bà già sẽ cho ra một cái câu lục bát. Vậy như là cho câu 6 chữ, mấy người đó lại câu 8 chữ in vô. Lục bát. Rồi, gọi là điền vào chỗ trống cho vui đó. Điền cho tôi vui nè. Nè, là mấy người điền, một tôi điền thử thách tôi dữ vậy. Ừ. Trời ơi, nguy hiểm lắm nghe. Rồi bây giờ nè, thí dụ là câu 6 chữ đi coi nha. Tết này tôi thấy hơi buồn, cho nên tôi muốn chấm chấm cho vui. Một người làm thôi, ông này làm, làm, ông này làm ba trước. Người kia không có được nói. Nhắc lại, Tết này tôi thấy hơi buồn, cho nên tôi muốn chấm chấm cho vui. Mà mình nói cái văn nào đi đó đừng hổ thẹn hàm răng mới làm của mình. Biết rồi. Nè, thể hiện nào, thể hiện mình là anh lớn của nhóm nào. Đi đi. Anh lớn được chết trước đó. Đi, để coi, sao Tết này tôi thấy hơi buồn. Cho nên tôi muốn. Cho nên tôi muốn á. Ừ, vô là dư chữ. Nhường chơi. Vậy nói vậy. Vậy. Ý của anh lớn tôi nói là đọc lại tôi nói cho nghe. Tết này tôi thấy hơi buồn cho nên tôi muốn nghỉ chơi. Đó. Cái gì? Cái gì không có nghe. Tròn dành rõ chữ đi. Cho nên tôi muốn bắt chuồng chuồng chơi. Trời ơi. Cái câu người ta dễ quá. Sao không nói? Sao không nói? Tại vì ngại cái miệng hàm răng thôi. Hàm răng gì mới làm sao mấy triệu mà nói không được cái gì. Tiếp câu. Dạ còn câu nữa nè. Câu gì nè? Bạn đố đi. Tính tới bạn này. Thôi. Sắp hàng đi. Phải đố thử đi coi sao nè. Nè. Đêm qua nằm ngủ một mình. Nửa đêm bỗng thấy rung rinh trong quần. Hả? Chưa hết. Thò tay bóp bóp cái quần. Trời ơi. Hú hồn. Chấm chấm. Trong quần nó rung. Trời ơi, cái này dễ chết lắm nè. Suy nghĩ biết không? Nói lại từ câu đi nè. Đêm qua nằm ngủ một mình. Nửa đêm bỗng thấy rung rinh trong quần. Thò tay bóp bóp cái quần. Hú hồn. Chấm chấm. Trong quần nó rung. Thò tay bóp bóp cái quần. Hú hồn. Điện thoại trong quần nó rung. Trời ơi. Tôi nghĩ hai người này chắc có đi tấu lén với nhau rồi. Hay, tâm cho nên cái thơ này là dễ biết quá à. Bây giờ tôi tới tôi đố lại được không? Đâu có được. Đó ra đây đi, đó lại. Đố câu nào được. Đây biết nè. Quyết định là tấu luôn hả? Đây là tấu là sao? Tôi nghĩ là bây giờ là thể thơ là có nghĩa là 6 8 đúng không? Là trên 6 dưới 8 đúng không? Ừ. Đố nè. Đó 6. 1 2 3 4 5 6. Ở dưới là gì? Mấy cái gì? Ê, thơ hay là toán học vậy con? Vậy sao có 6 dần nữa chứ? Rồi bây giờ chơi luôn nè. Đừng có 7, 8, 9, 10 nha. Không hề. Đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đứa nào hỏi số, tao xách dao chém liền. Hay quá. Hay à. Trời ơi. Tôi có cái mùi tấu tấu ở đâu đây nè. Cái gì? Mà đổi người đi, đổi người đi. Tới bà đi. Tới người khác đi. Rồi tới con gì? Rồi ra đây. Nói giùm tôi 3 lần, nói nhanh 3 lần. Hộp dịch luộc rồi lộn, lộn rồi luộc, nói nhanh 3 lần. Hộp dịch luộc rồi lộn. Rồi lại tiếp. Nói nhanh 3 lần. Cái câu gì? Hộp dịch luộc rồi lộn, lộn rồi luộc, luộc rồi lộn, lộn rồi luộc. Hay da cẩn thận. Hộp dịch luộc rồi lộn, lộn rồi luộc, luộc rồi lộn, lộn rồi luộc. 3 lần 3. 3 lần đó. Hộp dịch luộc rồi lộn, lộn rồi luộc, luộc rồi lộn, lộn rồi luộc. Em biết luôn, em biết là ở đây là anh được ưu ái nhất. Có
mấy con là dễ lắm. Dễ không? Dễ không? Ừ. Giờ nói nhanh 6 lần nha. 6 lần nữa. Quá. Rồi. Mặt mập, mặt mập, móc một mục bụng. Mặt mập, móc một mục bụng. 6 lần nhanh. Mặt mập, móc một mục bụng. Mục bụng. Ừ. 3 lần. Mặt một mục bụng. Trời ơi, mục bụng. Mục bụng. Mụn. Mụn. Ừ. Mụn. Mập 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 mụn. Mập 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 cái gì? Mập mập cái gì? Đi đây đến nè. Mập 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 mụn. Nói từ từ, nói đàng hoàng, chọn dành nói chữ. Mập 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 mụn. Hả? Nhanh lên. Mập 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 mụn. Rồi. Tiếp. Mập 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 mụn. Tới bà ra câu tiếp đi. Bốn một mụn. Được rồi, tao dễ quá. Nhanh lên, nó tiếp đi. Khó. Nè, dễ quá. Giờ, cái gì nữa? Giờ thí dụ mà luôn nhau rồi. Tao đang cái tướng phụ thai. Thằng này làm như có được cấp bằng chứ con. Tham lam máy bay vậy. Được hết á, khó chứ được hết à. Giờ con gặp bà làm chi? Bà đâu có chuyện gì để nói với con đâu. Ủa vậy kéo qua làm chi? Ai xô qua kéo? Ai xô qua đẩy nó đố đại đi. Bây giờ nè ông nè, ông có đôi gì đối với tao bây không? Bây giờ nè đố với chú nha con. Dạ chú. Bây giờ chú nói ra một cái là phải đố liền nha. Khó quá vậy. Thì nó có cho suy nghĩ không? Không. Rồi bây giờ chú nói bốn chữ là phải đố liền nha. Đối với lại chúc mừng năm mới là gì? Giả sử như ý. Tiếp. Giả sử như ý là gì? Chúc mừng năm mới. Bảy. Một câu khác bốn chữ. Nhanh lên. Ờ giả sử nha. Cái gì vậy? Cha thì nói bạn không ăn thịt dưỡng. Ăn thịt dưỡng. Ăn thịt dưỡng. Tiếp. Cái gì nữa lại? Ăn thịt dưỡng là gì nữa? Xin lỗi mình tử. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Hôm nay tết chứ. Mày nói cái gì mà giống kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vậy mày? Nói lại cái gì mà bệnh tử không có được mấy cái vụ đó. Thôi nói lại coi nè. Ăn hàng thịnh dưỡng là cái gì? Ăn hàng thịnh dưỡng, ăn hàng thịnh dưỡng, ăn hàng thịnh dưỡng gì đó. Vui vẻ cả năm. Chị có đơn giản. Đúng rồi, em đang tiếp. Nhanh lên. Con không biết chữ. Con. À, nó biết chữ. Được rồi. Được rồi. Trời ơi. Liêu liêu nghe. Liêu liêu. Ok rồi. Nó nghe nè. Bây giờ tự nhiên năm mới Tết đến á. Năm nào mấy đứa nhỏ ào vô nhà mấy bà già này cũng cúc. Dạ chưa chúc bà sống lâu trăm tuổi. Dạ tự nhiên ý. Sống lâu trăm tuổi. Dạ tự. Bây giờ đó con chúc nguyên một bài thơ bằng chữ em đờ hết. Chữ gì? Chữ đờ. Chữ đờ. Bài thơ dài bằng chữ đê. Không, bây giờ khó quá. Thử ta đi, khó cái gì. Phu thê ở bên dưới vậy. Bên chồng mình. Mấy bên bà. Hai cái mỏ đưa vô như cái bát mà quách quật mà nó ok nó chứ mà bát mà nó rối. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nói cái gì vậy bà? Đi vô luôn. Đóng cửa trước rồi. Trước rồi. Đóng cửa trước rồi. Trời ơi. Quang chi. Nhà dắt. Ủa. Nói. Đời mà. Lúc viên. Lúc viên. Lúc vượt. Lúc này vượt nè. Nói nghe nè. Năm nào mới đưa giỏi vô nhà. Còn mấy câu chúc quen thuộc à. Chúc mừng năm mới rồi vạn sự như ý, sống lâu trăm tuổi. Bà sáng đi tác. Luôn rồi. Kệ bà. Nói tiếp đi. Nói vậy nói đi. Sáng tác câu chúc nào mới mới chứ. Chứ mấy câu nghe hoài. Hả? Có chúc mới mới độc đáo chứ đi. Có chúc mới mới độc đáo. Ừ. Chứ năm nào nghe cũng mấy câu đó chén không muốn đưa tiền lì xì luôn. Chúc câu mới đi. Câu mới kìa, suy nghĩ đi. Mấy câu mới tí nó sôi nổi lên chứ. Chờ thí dụ chúc bà này đi. Chúc bà đi. Chúc bà này đi. Chúc tao chi. Chúc bà đi, giả bộ bà là bà già đi. Chúc bà đi con. Chúc bà đừng nói dắt nữa. Cô đúng không? Giờ cứ chúc cô này nha. Chúc cô. Thấy gì là đọc một bài thơ bình thường và hát luôn. Hát luôn. Hát luôn nha. Hay quá. Hát luôn hả? Hát tặng cô thì chúc thay đổi mà. Chúc bằng lời ca tiếng hát đúng không? Lời ca tiếng hát. Ngán ngán. Thì cô có cần nhạc nha. Rồi, nghe là có cần nhạc không bạn ơi? Không cần luôn bạn. Rồi điểm dịch nha. 2 3. Mừng năm mới con chúc cô được bình an trong cuộc đời. Được nhiều ấm em như cô đã từng mơ. Cầu cho cô được yên vui sống bao lâu con muộn phiền. Đường đời của cô hạnh phúc luôn vững bền. Hay quá. Hay quá. Hay quá biết hết luôn. Tới con đi. Tới đây là hết rồi đó. Tới con hát đi. Hát bài nghe con. Dạ, rồi chúc cô năm mới. Hát. À, rồi mồ nàng. Biết cái gì nữa? Rồi chúc nữa đi, sao vậy? Chúc hai bạn đó. Kia, hai bạn kia lên chúc đi. Chúc đi con. Chúc mà. Chúc đi. Chúc cái gì? Em dễ, chúc đi em dễ. Em dễ là sao? Em dễ là chồng bà kia. Anh là chị, đây là chị bà này. Ồ, giống nhau dữ ha. Giống chỗ nào mày? Thì đó, người mập con bà. Chúc coi. Dạ, năm cũ cũng như năm mới. Bớt bớt này năm, vô. Lấy bớt vậy. Năm cũng đó mới được. Cứ kêu thế. Sao mà không có được mà.
Khi người quá à. Năm cũ đã qua, năm mới lại đến. Kính chúc ông bà sức khỏe quanh năm. Kính chúc mấy anh vạn sự như ý. Lời tôi hết ý. Hết luôn rồi đó. Đây nè, bây giờ bỏ vụ chút đi. Nghe đồn nhóm tụi con là nhóm Heymen đúng không? Dạ đúng rồi. Mà bây giờ giải thích cho mấy cô mấy chú biết á, là cái Heymen nguồn gốc sao mà có cái tên Heymen đó nha. À, giải thích nguồn gốc tên là Heymen hả? Giải thích nguồn gốc là chuyện, giải thích cho vui là chuyện khác nữa. Đi làm đi. Anh Long rành nhất. Đây nè, đây là anh Nam mới được. Anh Nam, Nam đúng rồi, anh Nam lớn nhất. Anh Nam lớn nhất. Nãy cái gì đó bàn cái gì. Bàn cái gì có nhớ đó. Heymen lý do. Vui nha. Nguồn gốc chữ Heymen. Giải thích xong nghe mắc cười đầu xuân. Không quên rồi. Giải thích đi không sao. Ngày xưa. Khi mà tụi con mới gặp nhau là hồi đó là cũng ai thế kỷ 17. Bốn nhà trang gặp nhau trong một trên một chuyến tàu. Thì trên chuyến tàu đó tụi con gặp gỡ trong một lần vô tình. Thì mọi người mới gặp nhau quyết định là lập một cái nhóm. Có cái tên là Heymen. Sau khi lập cái nhóm Heymen xong là mình nghe nhóm men nó không có hay. Tính nói câu đó là ông ơi. Sao bạn biết luôn câu đó. Miếng ta tự nhiên nói xong họ khỏi nói nữa đi mệt quá. Trời ơi trời. Thấy lúc lui á. Rồi tự nhiên cái tự nhiên cái nó trì ngang trì dọc à. Thôi giờ sao nè. Thôi bây giờ thôi tha cho người ta đi. Bà giải quyết đi, bà không tha cho người ta chứ bà nói ai. Thôi tha đi. Bà quyết định mà. Rồi bây giờ quyết định vậy. Sao nè. Nói chung là thôi có 4 cái 5 cái bao lì xì. Từ 1 triệu tới 5 triệu. Đó, bây giờ rút đi được cái nào cho cái đó. Mỗi người một bao. Không. Đi ra. Đại diện. Thôi anh Nam đây lớn. Anh Nam đi. Không có lỡ bông quỷ bóc thôi. Đây nè. Ở trong đó giấu kỹ lắm phải không? Đừng có nghe lời anh Nam. Em tin anh Nam. Thôi giấu kỹ là. Sao chưa? Rồi. Đây không có đợi. Hay quá anh đây. Sao mà chưa lên nhạc. Đưa lên đây mở ra không anh. Lên đây đi. Lẹ lên. Từ từ có làm gì. Như trứng lột ta vậy trời từ từ. Nặng ra. Nặng nút đàng hoàng mấy nút. Rồi thôi xong rồi. Nói thồn gì vậy? Có 1 triệu mà ba. Anh lớn mà rút như vậy là rã nhóm luôn rồi. Thì tại sao mà không cho rút lại hả cô? Thôi đâu có được. Hồi nãy em tin anh lớn gì giờ nghe anh lớn đi. Vậy thôi, cầm triệu, ăn Tết cho vui. Vỗ tay. Vâng, và đó là nhóm Heymen dẫn chàng trai. Xin chào tất cả mọi người. Tôi xin tự giới thiệu, tên khai sinh của tôi á là Trần Minh Dư Nặng. Còn cái tên mà thường gọi của tôi á là ông Út. Năm nay tôi 50 tuổi rồi đó. Hồi còn trẻ đó, tôi làm giữ trẻ. Giờ về hưu rồi. Mà đừng có tưởng tôi không làm nghe. Tôi giữ trẻ tại nhà. Có điều bây giờ tôi già rồi, tôi còn giữ thêm người già nữa. Không tin phải không? Coi nè. Rồi, bây giờ nơi nhận giữ người già và trẻ em mở cửa. Ông Út ơi. Thôi. Dạ. Bỏ cái máy bay đó đi. Sao vậy? Ông Út mới xíu máy bay khác cho con nè. Ủa, cái này khác gì với cái này? Cái này giấy trắng, cái kia giấy màu. Rồi nè, nói nghe nè. Hợp đồng hồ sơ gì đó để hết trên bàn cho tôi nha. Bữa nay là họp quan trọng lắm á. Đúng 9 giờ họp nghe chưa? Rồi con ơi, tối nay có về ăn cùng ba được không? Được, nói được là làm được mà. Nghe không? Nè, báo cho tôi tất cả các bộ phận là phải có mặt. Không có mặt là tôi đuổi việc hết nha. Ê, nó nghe là bay nói chuyện ồn quá. Ngưng chút xíu cho tao nói chuyện điện thoại được không? Chú này rồi. Alo, 9 giờ họp hả? Nghỉ đi khỏi họp. Ba nó chết rồi. Làm đám ma lớn lắm. Không lên được đâu, nghỉ đi. Trời ơi. Sao một cú điện thoại tôi đã chết? Ba nói chuyện gì kỳ vậy ba? Nói kìa.
9 giờ họp hả? Ừ. Khỏi lên công ty, nhân viên bay dậy hết rồi. Trời đất ơi, thiệt luôn á. Chú Út á, đầu óc chú sao á? Điện thoại con đang nói chuyện với nhân viên của con mà chú giật như vậy đó hả? Thì tao thấy bay bận, không có thời gian chơi với ba, bay tao làm cho bay rảnh. Hư hết công việc của người ta. Thôi con. Chú Út, giữ ba con giùm nha để con đi làm nha. Rồi, yên tâm. Chú Út, giữ ông cháu này con. Biết rồi, biết rồi, yên tâm đi đi. Nghĩa, điện thoại đời mới quá. Ủa gì vậy con? Mới sáng sớm được chú Út khen điện thoại đời mới, cảm thấy hạnh phúc. Nghĩa ơi, Nghĩa, bánh mì, hột gạo, bla, lăng xăng đi thẹp. Thôi ơi, Nghĩa, đem theo ông sáng. Mẹ ở đây đi, để cho chú canh đi chiều về, con đi làm về, con rước mẹ. Ê, nhớ ăn nha. Trời ơi, yên tâm nghe. Mọi người ơi, bây giờ, tới giờ giải trí rồi. À, tới giờ giải trí, Rồi ơi, giờ sao Út, giờ sao? Ngồi xuống. Đó, ngày đợi có nhiêu đó rồi đó. Coi. Mà bữa nay, bà Tám, muốn coi gì? Tôi muốn coi gì? Đi về coi bói đi, thầy nói đề nào coi đề đó nha cưng. Thôi, nay thích coi gì? Con muốn coi gì, coi đánh lộn. Đánh lộn à? Siêu nhân. Không đánh, nó không đã. Đánh ông đã, đánh lộn bị à, đâu giật Mỹ. Đánh giả lắm. Đánh lộn á, kiếm hiệp. Đánh không có thiệt luôn. Về coi ba mát đánh lộn đi. Đúng rồi. Mày là đứa con yêu nghiệt, thiên lôi sẽ dòm ngó mày. Ủa sao con nói ông không đánh con? Đánh tao nè. Ủa mắc mớ gì, không đánh nó mà đánh ông? Tại tôi là ông của nó mà không biết dạy, nhục nhã quá trời. Thôi bỏ đi. Giờ nè, ông Út Trung Phong nay coi hài. Thôi ông ơi, mình coi thời sự đi. Không, coi hoạt hình. Thôi coi hài đi. Thời sự đi. Hoạt hình. Coi hài. Thời sự. Coi hài đi con. Thôi Út nè. Gì? Bây giờ mình tìm cách nào coi ba đài ghép lại coi cùng một lúc được không? Cái đó 5 giờ chiều mới coi được. Ủa sao vậy? Đợi muốn giờ dọn lúc ba đài. Thiệt á. Thôi bây giờ đó, coi ha. Đợi MC bước ra, người ta giới thiệu chương trình gì, mình coi chương trình đó. Dạ. Nãy có MC luôn. Dạ bây giờ chương trình xin được phép bắt đầu. Yeah. Xin mời MC ông Hai. Ông Hai là ông nội con á. Ai cũng biết ông nội con là ông Hai á. Ông nội. Mời ông Út. Mời ông Hai. Ông Hai. Mời ông. Bắn máy bay vô mặt nha, nha. MC gì kỳ vậy? Khán giả đợi nửa tiếng đồng hồ mà cứ mời qua mời lại hoài không chịu nói. Chứ ông kêu tôi ra liền, tôi có văn đâu mà tôi nói. Chứ ông kêu tôi ra chắc tôi có văn để tôi nói á. Vậy bây giờ phải quyết định đứa nào nói trước, đứa nào nói sau. Nè, quyết định phải không? Ừ. Bây giờ tôi với ông là đàn ông, xử lý bằng cách của đàn ông đi. Bước ra chơi liền. Ê thôi hai ông lớn rồi, nhường nhịn nhau đi. Đừng có cản. Ông nội. Hai. Nhịn đi. Vô. Nhịn. Đang massage mặt á, đánh cho tan nọng mà nọng nó không tan phấn, tan trơn rồi nè. Ê đứng câu giờ đi, vô dặm phấn lại cho đẹp. Đúng đi rồi, tôi canh giờ cho rồi. Rồi bây giờ là chương trình. Ông ơi, ông. gì nữa? Bây giờ tôi ra tôi biết làm gì bây giờ? Khờ quá. Bây giờ thường thường á là trước khi bắt đầu mấy chương trình á, người ta thường có mấy cái tiết mục mà sôi động. Để mà chút gây chú ý khán giả đó. Còn tôi biết rồi. Rồi chương trình chuẩn bị bắt đầu nha. Ê chương trình sôi động. Diễn đi. Ok. Ngưng liền. Sắp thuốc nè. Hả? Già rồi, sắp xuống lỗ rồi, bớt nhảy giùm nha. Nha. Ơi bây giờ mình vô thẳng chương trình được chưa? Vô chương trình. Thôi diễn đi. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả, sau chương trình là khởi động
thì bây giờ tới chương trình chiếu phim. Chúng coi phim gì nè? Ê, nay mình coi phim hồi xưa đi Út ơi. Muốn hồi xưa thì có hồi xưa. Trời ơi, phim hồi xưa hay lắm đó con. Nãy dạ, con coi nó biết liền. Coi phim hồi xưa đi. Phim hồi xưa. Phim hồi xưa. Phim hồi xưa. Xong. Ủa rồi, xưa chưa? Xưa rồi. Sao xưa mặc đồ kỳ vậy? Thì hồi xưa tivi trắng đen mà con. Trắng đen. Đúng rồi. Vậy giờ chiếu phim gì vậy? Và bây giờ bộ phim Hắc Bạch Vô Thường xin được phép bắt đầu. Diễn đây. Diễn chưa? Đang diễn nè. Diễn gì vậy? Diễn cảnh chờ á. Làm sao? Thì Hắc Bạch Vô Thường đậu trong mặt ngựa, nó đứng chờ coi chết nó xuống nó bắt hồn vô đó. À. Không tin hả? Bà chết thử đi. À, bà chết rồi. Bắt hồn đó. Sống lại. Chết rồi. Sống lại. Rồi, bà chết rồi, chết rồi, bắt hồn đi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. À, vui quá à. Bà Tám bị chết rồi, bà Tám... Vô TV luôn rồi. Rồi, đoàn tụ rồi. Và bây giờ bộ phim Hắc Bạch Vô Thường đến đây là kết thúc rồi. Xin hẹn gặp đủ gì lần sau nha. Hay quá. Và chương trình đây là hết. Xin hẹn quý vị gặp lại lần sau nha. Đi về hết chương trình rồi. Ôi khoan đã. Chương trình chưa bắt đầu đã kết thúc rồi sao? Quên vô ngoài. Còn đọc thơ nữa. Quên, tôi lộn hiểu không? Ừ. Và chương trình xin được phép bắt đầu. Và đây là lá thư đầu tiên. Đọc đi. Đọc đi không? Có viết gì đâu đọc. Trời ơi, đi đưa lên đây đưa trang giấy trắng là sao? Lạnh như tính gửi tặng bài hát trang giấy trắng nha. Ông điên quá, mình lựa cái nào có chữ chữ mình đọc chứ. Rồi. Để tiếp tục chương trình. Và bây giờ là thư thứ hai. Khóc vậy. Bộ thư cảm động lắm ha hai ông. Ủa bộ thư viết cảm động lắm. Không, cảm nhạc khóc. Ủa, bộ ông cũng cảm nhạc như tôi rồi khóc mà. Không có, thấy ông khóc tôi khóc theo vậy mà. Thôi ông đọc nội dung nó đi. Xin lỗi quý vị. Và bây giờ là nội dung của lá thư thứ hai. Lá thư được gửi từ anh Sáu dân phòng, gửi tám giá xe với lời nhắn như sau. Đinh lúc này rải ổn không? Kèm theo bài hát Chỉ Anh Hiểu Em. Có bao giờ em nhớ về anh như ngày xưa. Ủa sao hát có một câu vậy? Không đủ thời lượng con. Con có mê bài đó về nhà bật ngang mình cả ngày cũng ai nói gì con ở trơn á nha. Dạ. Rồi tiếp theo nha. Bây giờ là lá thư thứ ba. Được gửi từ một cô bé rất nhút nhát. Cô bé có nickname chạy xe ba gác kéo xác anh yêu. Và lá thư có nội dung như sau. Anh quý yêu quý, em viết mấy dòng quý báo này là để nói với anh quý, em rất quý anh quý. Anh quý không quý em thì em vẫn quý anh quý. Thật sự anh quý không quý em thì em vẫn rất quý anh quý. Nếu anh quý quý em thì em cực kỳ quý anh quý. Em rất mong bố mẹ anh quý quý em như em quý anh quý. Đồng thời em cũng mong bố mẹ em quý anh quý như bố mẹ anh quý đã quý em. Nhiều lúc em tưởng anh quý làm em không quý anh quý, nhưng thật lòng em rất quý anh quý. Dù anh có làm điều gì khiến em không quý anh quý thì em vẫn luôn quý anh quý. Quý bút,
quý bút, em quý anh quý. Cô gái kèm theo bài hát nhắc tên anh mãi. Ủa sao không phát nhạc đấy không? À quên, cô gái có nhắn nhủ khỏi cần mở nhạc, có mở thì mở nguyên bài, chứ mở một câu nghe buồn cười lắm, thà khỏi mở. Tiếp đi, còn gì vui không ông ơi? Lá thư cuối cùng của chương trình. Ơi, nói nghe nè, bây giờ lá thư cuối cùng để tôi đọc cho, nãy giờ ông đọc toàn lá thư tào lao không à. Giờ dành ngon đọc đi. Dạ, kính thưa quý vị, nội dung bức thư như sau. Hi hi. Đọc thư gì mà hi hi không vậy? Thì nó ghi sao đọc vậy? Ông không khôn lanh gì hết. Ví dụ cái trang hi hi không thì lật qua trang khác mình đọc. Ừ. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha. Ha 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 ha. Ủa thư gì mà hi hi ha không vậy ông? Tôi hiểu rồi. Bây giờ ý nó muốn nói là mình hãy kể nghe một câu chuyện cười đi. Ê, chuyện cười hả? Ừ. Được rồi, ông làm MC dẫn chương trình đi. Tôi ra tôi giỏi diễn hài lắm, diễn hài cho coi. Rồi, đâu, làm cho. Vui rồi. Vô tay. Dạ kính thưa quý vị, và sau đây là tiết mục kể chuyện cười của thí sinh bé út. Bữa nay đó bé út. Mình bớt nhiệt tình là thí sinh mới diễn được cho coi ha. Là bữa nay bé Út gửi đến quý vị một câu chuyện rất là vui. Chưa kể thấy vui. Câu chuyện là vậy nè, kể ra bảo đảm vui. Có không kia, ổng làm thợ săn. Làm gì không làm, làm thợ săn. Bữa đó, ổng thợ săn, ổng đi vô rừng. Cái ổng đi vòng vòng. Đi thẳng ổng đi, đi vòng vòng. Ông đi vòng vòng hồi, cái ông thấy không có đường ra. Ông thấy không có đường ra, cái ông nói câu này mới vui nè. Câu này bảo đảm vui. Ông đi không thấy đường ra, cái ông nói tôi bị lạc. Tự nhiên đi chi cho lạc. Đổi chương trình khác đi, cái này không vui. Câu chuyện vui lắm phải không mọi người? Ông Út là cứu tôi nè. Ông tưởng đâu ông hề lắm, mà thiệt ra câu chuyện của tôi kể nó mới hề. Tới giờ về rồi, về đi mọi người, 5 giờ chiều rồi, về đi. Tôi chưa muốn về đâu, luôn còn muốn ở đây à? Không, 5 giờ chiều rồi, về đi, để phụ huynh đón rồi la nữa ha. Không muốn về, muốn hôm nay ở đây à, đúng không con? Dạ đúng rồi. Bữa nay không chịu về, ở lại đây coi chương trình tiếp phải không? Đúng rồi. Làm chương trình đi. Bữa nay khuyến mãi cho mọi người, mình tiếp tục chương trình. Tôi xung phong nấu trước cho. Rồi đợi tôi chút. Nè, tôi chuẩn bị lâu lắm rồi. Rồi. Bây giờ đó. Tôi làm MC. Ừ. Mọi người muốn nói gì, tôi viết vô đây. Tôi thay lời muốn nói giùm cho. Rồi tôi nha. Cái lá thư này á là ông gửi cho con gái tôi nha. Rồi. Mà ông tính nhắn gì với nó? Con ơi, 3 triệu hết nổi rồi. Tuổi già ai cũng muốn bên cạnh con cháu mình hết, nhưng con thì suốt ngày cứ đi làm, ba với lại cháu ba ở nhà, con kêu là phải chở nó đi học. Ba đưa nó tới trường, ba đứng chờ ở ngoài. Hết giờ học ba lại đưa nó về. Khoảng thời gian của ba với nó, người trong trường, kẻ ngoài trường. Con có biết cháu của ba
Nó mong ước được ở bên cạnh mẹ nó dù chỉ một ngày thôi. Đúng không con? Dạ đúng rồi ông nội. À gà, còn bà Tám, bà có gửi gì cho con trai bà không? Ôi, gửi gì Út ơi, gửi nó cũng có biết đâu. Giờ hỏi nhà ông hai, nhà tôi nè, ai không có đầy đủ mấy trang thiết bị tivi rồi internet tùm lum hết trơn á. Nhà có hai má con, sáng nó đi làm, tối về gặp nó mừng muốn chết. Nói chuyện với nó nhìn cái điện thoại, nó ăn cơm nó cũng nhìn cái điện thoại, rồi nó ngủ nó cũng ôm cái điện thoại. Trời ơi, nhiều khi tôi nghĩ hay là tôi là cái điện thoại của nó dắt thích hơn không Út ha. Thôi tính ra ngày á, wow Út chơi vậy mà vui nè, cứ vậy đi. Bây giờ công việc nó biết sao giờ mà trách con cái mình, đúng không Út? À phải rồi. Mà có bữa nha, tôi nay con của anh chị đó, nó chửi tụi mình là những người điên đó. Ê, nó nói với tôi mà sao không biết? Tôi nghe lén. Nó nói á, mình điên, tối ngày làm ba cái trò điên trò khùng này hoài. Ờ phải rồi, mình điên mà, mình điên mà, tụi mình con người chơi với nhau. Còn tụi nó trẻ, tụi nó tỉnh mà tụi nó chơi với cái máy không à. Tôi nhớ hồi xưa đó, quê mình mỗi lần có cái tivi á, mừng hấp tới cuối tuần chiếu coi, cả xóm bu lại vậy nè, khóc cũng khóc chung, cười thì cũng cười chung, biết mặt nhau hết á. Còn giờ mình nó cái điện thoại, khóc điên, cười điên, không nhớ tới ai hết. Thôi mà tôi nghĩ giống như gái ổng rồi trai tôi cũng gì công ăn chuyện mừng rồi, phải coi như là cái chuyện đó nó phục vụ cho công việc của tôi, nó kiếm tiền thôi, trách gì ta. Tôi không có trách ba cái công nghệ đâu, nó có ích lắm chứ. Công nghệ đâu có sai Tám, chỉ có người dùng công nghệ mới sai thôi. Thôi già rồi à, khổ cả đời rồi, không khóc nữa. Giờ viết xong rồi, bây giờ tôi kẹp cái này vô, tôi kẹp cái này vô cái máy bay nha. Đó cái tôi gửi tụi nó đọc. Được không? Ông khùng hả? Sao mà được? Thì mình gửi, còn nó nhận được hay không hên xui. Tôi gửi nha. Ừ, ông Út làm coi. Gửi nghe. Ồ, ông Út hay quá tí vô. Nhưng mà tôi nghĩ chắc không được đâu ông ơi. Thì hên xui mà. Chú Út, tụi con nhận được hết rồi nè. Máy bay có khứ hồi. Rồi có đọc chưa? Dạ chưa đọc, nhưng mà đứng ngoài nghe hết rồi. Ba ơi. Rồi. Ba đừng có giận con mà, con biết lỗi của con rồi. Ba cho con xin lỗi đi. Thôi má cũng xin lỗi con. Ba, thôi bây giờ á, con bỏ hết việc. Ngày mai, bắt đầu từ ngày mai, con sẽ sắp xếp lịch đi chơi cho gia đình mình. Ba với Khôi chịu không? Dạ chịu. Con nói thiệt không? Dạ thiệt. Vậy hả? Vậy giờ ba sẽ đi biển nè. Con đi Vũng Tàu. Đi biển. Con đi Vũng Tàu. Đi biển. Nhưng mà biển, như biển ở ngoài Vũng Tàu cũng có mà. Vậy hả? Vậy ba đi Vũng Tàu con nè. Con đi biển nè. Ba đi Vũng Tàu. Rồi, rồi, đi đâu cũng có biển hết. Rồi. Đi chơi vui nha. Ông cháu làm rưỡi quá, đi về như du lịch. Trời ơi, con chơi với má rồi, không có chơi với điện thoại nữa. Dạ, con biết lỗi con rồi. Con dẫn má đi tới chỗ này, vui lắm. Trời ơi, đi chơi vui lắm hả? Dạ. Ở đâu vậy con? Đi về. Gì đi về? Sao không, ý là con dẫn đi về quê. Đi về quê hả? Dạ. Ừ, vui dạ. Trời ơi, lâu quá. Út ơi, tôi đi nha, đi nha Út. Đi vui nghe. Ừ. Đó, mọi người thấy đó, tất cả lại trở về bên nhau, như chưa hề có cuộc chia ly. Và cuối cùng, người hàng gắn vẫn là người cô đơn nhất. Ai nói cô đơn? Ủa, dục chi? Đi chung với tôi nè. Cho đi chung hả? Đi chung. Đi. Đi. Trời ơi. Rồi cả nhà mình đi chơi. Sẽ cất sâu trong những gương mặt thân nhau. Sống mãi sâu tương lai con.
hôm nay trong tập 5 của Cười Xuyên Việt Tiểu Lâm Hội 2017, lượt đấu xoay vòng cuối cùng với chủ đề hấp dẫn nhất của tất cả các phiên bản, chủ đề Bolero. Cặp thi đấu đầu tiên, nhóm Kỳ Tài và nhóm Khủng Long Tí Hon. Bây giờ sẽ mượn âm nhạc để quay trở ngược về quá khứ. Ngược thời gian trở về quá khứ một giây. Gõ cửa trái tim và em bước vào. Dù tình xót xa chúng ta đâu. Cái này là tại bà ba không coi nhà mà để cho nó coi nhà. Bà ba đâu rồi? Trong trắng dầm mưa dài nắng mà em biết yêu trăng đẹp ngày rằm. Ba, má đi rồi ra đi, tranh thủ đi ăn kẹo của em đâu. Sao có chút chéo vậy? Sao có chút chéo vậy? Nhắc đến thay buồn tình chia ngang đôi đường. Ông mới là người chiến thắng. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long cùng công ty truyền thông Hàn phối hợp sản xuất. Hãy cùng sẵn sàng mở hội Tiểu Lâm của Cười Xuyên Việt Tiểu Lâm Hội với hai MC đẹp và độc, Khả Như và Anh Tú. Xin được chào mừng quý vị đã đến với chương trình Cười Xuyên Việt Tiểu Lâm Hội 2017. Và kính thưa quý vị, ở những đêm trước, các nhóm đã trình làng cho chúng ta những tác phẩm và những tiếng cười đầy ý nghĩa và sâu sắc. Và đêm nay họ sẽ làm gì? Và trước hết, Khả Như xin được trân trọng giới thiệu ban bình luận ngày hôm nay: diễn viên Nam Thư, diễn viên Gia Bảo, diễn viên Dương Lâm và diễn viên Buka. Xin được trân trọng giới thiệu giám khảo xuyên suốt, nghệ sĩ Kiều Anh và giám khảo khách mời, nghệ sĩ Vân Sơn. Và ngay bây giờ, với đêm thi chủ đề Bolero, chúng tôi sẽ hé lộ những kịch bản đặc sắc, những điệu nhạc thật hay. Vui mừng gặp lại quý vị khán giả ở phòng đặt cược. Và phần chụp hình gia đình của chúng ta cũng đã xong rồi. Mọi người nhìn nhau chúng ta nói chuyện nè. Tiết lộ với quý vị khán giả là đến với cái vòng Bolero này á, Như không biết nhóm nào sao nhưng mà nhóm này á là một lợi thế. Bởi vì ha, Như biết có người chơi đàn được nè, chơi trống lắc nè, chơi cây dông đồ được hết. Và bây giờ đây phòng thử thách, có nghĩa là khi mà các bạn phải vượt qua cái thử thách này mới được đặt cược nha. À, thấy được cái sự hỗ trợ của anh Tài Smile. Em chào anh. Thánh Bolero. Sao mà gọi là thánh ta? Tại vì cái bài hát nào mà rần rần rô rô qua ảnh thành Bolero hết, khủng khiếp chưa? Và lần này bùa như thế này á, thì chúng ta chắc chắn phải vượt qua được thử thách thôi. Lấy giùm chị cái đàn đi em. Bây giờ mình hát với nhau một bài gì cho nó nhẹ nhàng, vui vẻ nè. Không lẽ tôi đờn trời. Bài gì nè? Bài gì nè? Bây giờ mình sẽ hát là... Trắng đình ba. Về đâu mới tóc người thương á. Ok. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Chiều nào xóa tóc ngồi bên xe. Rồi, ngân cái tài hát à. Quên lại... Thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Được rồi, trời ơi, thấm đẫm quá, qua tuyệt vời, tuyệt vời. Và bây giờ chúc nhóm may mắn. Bình minh sáng tươi trên quê ruộng lúa bao la đầy đồng, gió nhẹ nhẹ lay ngã nghiêng cánh lúa trổ bông. Bờ đê đồng son ướt mướt, trời xanh nhờn nhờ chim ca liễu lo tung tăng nắng mai chang qua. Hay quá, vậy là tối nay chúng ta đã có một tiết mục thật hay để đi vô ba quẩy rồi chị em ơi. Chị em có ngửi thấy mùi gì quanh quẩn đâu đây không? Mùi gì? Mùi trai. Nhưng mà không phải trai trong làng, trai lạ. Bởi vì trai trong làng tôi ngửi mùi tôi biết hết rồi. Trai lạ. Đời tôi bao năm chén năm quầy pha, lên 15 là tôi đã bị tông ra. Tôi sẽ không là tôi ngày xưa nữa đâu. Quyết tâm lên nào. Ok,
Mấy ông anh ơi, cho tôi hỏi, mấy ông anh là ai vậy? Xin trân trọng giới thiệu với bọn em, nhóm anh là Hội Tam Chí, anh là Chí Lòng. Tôi là Chí Phổi. Tôi là Chí Vào Trường. Hội Tam Chí, quyết chí làm ăn. Trời ơi, nghe tên của ba anh, em thèm ăn cháo lòng quá à. Đúng mà em, đợt này hội tụi anh về tính về làng này mở quán cháo lòng đó, em nhớ tới ủng hộ nha. Hội Tam Chí, quyết chí làm ăn. Yeah, vậy là từ nay chị em của chúng ta để ba quẩy mệt về có tiệm cháo đi ăn rồi. Nhưng mà mấy ông anh ơi, cho em hỏi, mấy ông anh từ đâu tới đây vậy? Mày bị điếc à? Ba thằng tao ra hát mày hỏi từ đâu ra nữa. Tại vì mùi của mấy anh lạ quá cho nên em chưa có like ứng kịp. Like ứng là cái gì? Dạ like là thích, là thích ứng, thích đó anh. À anh hiểu rồi. Ủa mấy anh làm gì vậy? Tao đang thả mặt phẫn nộ đó. Anh kỳ quá, em hỏi mấy anh từ đâu tới rồi mà. Bọn anh mới ở trong ra. Ồ, mấy người này giống chị em mình nè, từ trong trứng chui ra. Mày điên hả? Ai nói mày trong trứng? Vậy là mấy anh trong làng ra đúng không? Không phải. Không phải, ai biết rồi, vậy là trong rừng. Không. Cũng không phải luôn, vậy trong đâu? Trong trại giáo dưỡng. Trời ơi chị em ơi, những người trong trại giáo dưỡng ra là những người mà ăn chơi quậy phá, đâm thuê chém mướn. Lúc này đây, chúng ta cần phải bình tĩnh để chống lại, đuổi bọn người xấu này ra khỏi làng. Tiến lên. Xác xơ những bụi chuối sao. Đứng lại. Dạ, mấy anh ơi, em nói cho mấy anh nghe là mấy bạn nữ này là bằng mặt không bằng lòng, không chơi được. Bây giờ cho em vô nhóm đi. Em là ai mà muốn vô nhóm? Dạ, không giấu gì anh. Tên của em biệt danh anh ba kia, sống nơi ruộng đồng quê hương có. Thôi em thoại thôi, hạn chế hát lại nha em. Dạ em biết. Anh hỏi tên nhưng hỏi biệt danh. Nhóm anh là Hội Tam Chí, em tên gì? Dạ em tên Tài. Rồi vô nhóm luôn, Chí Tài. Tên Tài nghe hài quá đi. Từ nay em sẽ được làm Cindy Chí Tài rồi. Thôi được rồi, em tên gì kệ em. Nhưng mà em ở trong làng đúng không? Dạ. Em cho anh hỏi một câu được không? Câu gì anh? Em cho anh hỏi bé Lở của anh bây giờ đang ở đâu? Dạ thưa anh, nói về chị Lở là một câu chuyện hài hước trên một nền nhạc rất là vui. Từ khi anh ra đi, cái làng Vũ Đại của chúng ta được đổi tên thành làng Vũ Trường. Vũ Trường thì mọc lên như nấm, Vũ Nữ mọc lên như mụn, còn Vũ Hà thì em không biết. Em chỉ biết Vũ Trường nào cũng mở nhạc của Trường Vũ. Còn chị Lỡ thì đã trở thành gái bán hoa trong Vũ Trường. Cái gì? Trở thành gái bán hoa trong Vũ Trường. Lỡ ơi, vì sao anh nhớ em thế này? Thương nhớ đong đầy trong lòng mặt. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em có hiểu có hay? Núi cao biến dày gồm bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng em nghiêm nhiên chiếm ngự hồn anh. Nào ơi, anh đến với em đây. Lady and gentlemen, Nguyễn Thị Lỡ in Sóc Sài, Sóc Trăng. Quý vị ơi, hư gốc luôn rồi. Có muốn lên chưa? Được rồi, bây giờ chúng ta lên thì sẽ lên. Em sẽ trình bày ca khúc để cho quý vị cùng lên nào. Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình.
ngày đó quen nhau, dương chút tình trên tóc mây. Đôi mắt thơ ngây, hoa nắng ươm đầy, đẹp tựa như lá me bay, nên tình em trót dài. Dạ, dạ kẹo là em để đầy đủ rồi, cắn thoải mái nha. Bên đây kẹo dừa, kẹo bạc hà, kẹo chuối, đồ cắn cho đã. Bên đây kẹo me, kẹo mít, kẹo gì cũng có nha. Đá em để dưới kia nha, đập thoải mái. Đá cục, đá bào, đá bi rồi đó, mình đập thoải mái như quý vị nha. Lên nữa không à? Lên. Dạ, để hòa về cái không khí Bolero ngày hôm nay, em xin trình bày một cái tiết mục cũng na ná Bolero. Một cái tiết mục mà sẽ dễ đi vào lòng người. Và bây giờ tiết mục của em xin phép được bắt đầu. Học máu rồi mà chưa. Quý vị ơi, còn nhiều tiết mục lắm. Quán bar của em nổi tiếng là quán bar mà thứ dữ ở đây. Và bây giờ là một cái tiết mục rất là đặc biệt. Quý vị muốn bay không à? Bay. Trên cái chiếc phi cơ nào cũng có phi công. Chính vì vậy mà chúng ta muốn bay cao, bay xa, bay ra tận ngân hà, bay ra vũ trụ. Thì ngày hôm nay em đã mướn tới đây một phi công rất đặc biệt. Và bây giờ chúng ta cho chào tay đón chào phi công đến từ Cần Thơ. Tài giúp đỡ tụi em. Anh Tài ơi, ra ngoài đi, có trợ lý em đưa lương cho anh nha. Cảm ơn anh, chào anh. Quý vị ơi, đã không à? Được chưa? Trời ơi, sao quán mà đông vắng que vậy? Mọi người ơi, đừng bỏ em mà. Đã có chúng tôi. Ai vậy? Bà con cô bác ơi, có ai thấy bé lò của tôi đâu không? Làm ơn chỉ dùm tôi với. Anh đã bao đêm âm thầm mong nhớ, mơ ước bên nhau cho hạnh phúc em đẹp. Em đã gây chiến bao mối tình ngàn trái để tình trùng thuê, nay đành lỡ là thôi. Giật cô hồn hốt cái cây giúp. Tôi không tới đây để giật cô hồn. Ăn xin đúng không? Không phải ăn xin. Chứ ăn gì? Ăn vạ. Mày đem giả tôi cho mày ăn dao. Bà cho tôi ăn dao, tôi cho bà ăn xếp. Mày tông dép cho mẹ ăn chuối. Tôi không ăn nữa. Vậy tao có chữa cho mày vừa nào. Bà thôi đi. Tôi không tới đây để làm cho bà có chữa. Vậy tới đây làm gì? Tôi tới đây để tìm bé Lỡ. Cái gì? Tìm bé Lỡ? Tình cờ cơ thể tôi ra. Ai ai bà Vũ bị hương, kết cuộc bà nấu nồi nào? Em nấu nồi này. Tình cờ anh gặp em lỡ của anh nè. Em lỡ của anh nè. Em đúng là lỡ hả? Anh xin lỗi em. Vì anh đi tù mà để em ở nhà thân gái dặm trường một mình gánh nước, cho nên cơ nó mới to thế này. Có anh ơi, ở nhà em ăn bột mì để em bị xì nó phù thủng.
em lỡ của anh nè. Lỡ cháo trắng của anh. Cháo trắng mày điên hả? Cái gì lỡ cháo trắng? Thế em là lỡ gì? Tao lỡ mồm lông móng. Nhưng mà cái tên nó là dĩ vãng rồi. Bây giờ em là lỡ một cung đàn. Lỡ một cung đàn. Phải chăng dòng đời là dòng dây hoang trái? À nếu gì tình... Rồi, được rồi. Cho chồng chị thoại mấy đứa. Ê, mày đưa tao tới nhà vũ trường hả? Dạ, tới cái vũ trường này đúng rồi. Nhưng mà bây giờ chỉ là gái bán hoa. Anh phải kêu là lỡ bán hoa chứ. Đúng rồi, lò của tao bây giờ đã là gái bán hoa. Lò bán hoa bây giờ này em đang ở đâu? Em đây. Anh xin lỗi vì thời gian vừa qua anh đã để em ở nhà một mình vất vả. Nhưng mà em à, hôm nay anh đã về với em rồi. Kể từ bây giờ chúng ta sẽ về đây bên nhau. Ta nối lại tình xưa. Kỷ tình nào bao năm qua. Em gói ghém thành kỷ niệm. Phải nắng còn ở đây. Làm gì vậy? Kệ bài đi em, mình về thôi. Đứng lại. Ở đây không phải là cái chợ bà Triệu. Muốn đi thì đi, muốn ra là ra. Nếu mà muốn ra, hãy bước qua xác của mẹ. Mày muốn đi đúng không? Trả cho tao 800 triệu đây. Cái gì? Con mượn má có 80 triệu mà má. Heo còn đẻ muốn gì tiền mày? Sao đó tao bị mượn tao 80 triệu, bây giờ phải lên 800 triệu chứ, mày trả không? Bà thôi đi, bà quá đáng vừa thôi. Bà chưa biết tôi là ai đúng không? Mày là ai? Tôi là Chí Lòng. Mà hôm nay không chỉ có mình tôi, mà còn cả hội Tam Chí. Đúng. Mày có tam chí, tôi có tam tai chơi mày. Còn em nữa anh. Đúng rồi, bà có tam tai, tôi có hội tứ chí. Hội tứ chí đang sát khí. Nên đi. Mày có hội tứ chí, tôi có hội tứ sắc. Sẽ bắt luôn cái hội tứ chí. Giang hồ đâu? Hãy ra đi. Em đi trên có non mọc ốm đôi bờ đường ghê. Em chia nghiêng nắng lá chân rụng rè. Nhà tranh em đi qua mấy sông vượt mấy đèo dâu trèo lên đỉnh cao mấy núi cũng lặng lội về. Ai vậy được phá quán chị ba? Là tao. Là mày. Ôi, kêu nó ra giải quyết vấn đề mà cứ hạ tối ngày cứ. Thôi, tới đây để đánh lộn chứ tới đây đâu phải để. Hey, chúng ta là một hội một thuyền, có muốn chỉ thì hãy chỉ Gia Bảo. Hey. Hey. Quá xàm rồi. Ê em, nghe tao hỏi. Mì tên gì mì tên hả? Chỉ cho tao biết quý danh là gì. Mì tên gì mì tên chỉ cho tao biết quý danh là gì. Nói. Chí Lòng lò gạch. Cái gì? Cậu vừa nói cái gì? Chí Lòng lò gạch. Chí Lòng lò gạch. Tại sao cậu lại có cái tên là Chí Lòng lò gạch? Bởi vì ngay từ khi sinh ra tôi bị bỏ rơi cái lò gạch nên người ta gọi tôi là Chí Lòng lò gạch. Lò gạch nào? Gạch Đồng Tâm. /75 / 3/8. Tại sao bà biết? Mẹ nè con. Quay sổ số kiến thiết à? Mẹ làm như vậy để chứng minh cái tình yêu thương của mẹ dành cho con đó. Bây giờ mẹ có nói nhiều con vẫn không tin. Bây giờ mẹ sẽ mượn âm nhạc để quay trở ngược về quá khứ. Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây này lòng. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không. Anh ơi,
Em đã trốn cha trốn mẹ ra đây đi gặp anh đó. Ừ anh ơi. Anh bớt nói nhiều đi, kém sang vô đây đi anh nha. Nhắc đến thay buồn, tình chia ngang đôi đường. Suốt cuộc đời tôi thương lại già lại thôi. Anh ơi, con giống anh quá nè, anh ẵm nó đi. Ôi, con giống em quá, em ẵm đi. Không, cái mặt nó giống anh hơn, anh ẵm nó đi. Cái cằm giống em nè, em ẵm đi. Anh ơi, anh. Trời ơi, con ơi. Cha bỏ hai mẹ con mình rồi. Cha bỏ hai mẹ con mình rồi. Con cười, mẹ biết diễn sao đúng không con? Lúc đó mẹ hoảng loạn lắm. Mẹ chơi vơi, mẹ như cánh én giữa bầu trời giông bão. Mẹ nhìn trước nhìn sau. Ồ, và mẹ nhìn thấy đằng trước có một cái lò gạch. Mẹ liền ẵm con lại đó để cho con đỡ đỡ té nắng. Lúc này con mới. Con ơi, con nín đi nha con. Bây giờ mẹ sẽ ra trại bò sữa Long Thành mua sữa về cho con nha. Mẹ tung tăng một con điên chạy ra giữa đường quốc lộ. Lúc này bỗng nhiên mẹ không sao. Xe gì đục bà vậy? Xe cà lem. Lúc đó con mới. Con ơi, con khóc hoài, mẹ chạy mệt lắm con nha. Con ở đây đi, mẹ mua sữa về cho con. Lúc này mẹ mới chạy ra giữa đường quốc lộ. Thì bỗng nhiên lúc này mẹ có sao thiệt. Xe gì đụng mẹ vậy? Xe lỗ tai, mẹ xe ngồi sướng quá nằm giữa đường quốc lộ, xe bắt chó lại hút mẹ đi. Ba ngày sau, mẹ chống chọi với bầy cuốn, mẹ mới ra khỏi đó. Và mẹ tìm con thì hỡi ôi, không còn gặp con ở đó nữa. Chuyện là như vậy đó con à. Bà ác lắm. Vì bà bỏ tôi như vậy, tôi mới trở thành một đứa trẻ mồ côi, mới vướng thân vào vòng lao lý và phải đi tù đó. Con ơi, con đừng có trách mẹ. Bởi thời đó phong kiến ghê lắm con à. Nếu mà có chữa quan thì lập tức bị dân làng bỏ lòng heo thả trôi sông, cạo đầu bôi cho trét trấu mẹ. Mẹ khổ lắm, mẹ có nỗi khổ riêng. Mẹ mới định bỏ con vô cái lò gạch. Rồi ông chủ lò gạch thấy con, ẵm con và nuôi nắng con. Một ngày chắc chắn con sẽ trở thành ông chủ lò gạch để nối dõi tông đường. Bà bỏ bà cũng phải để ý chứ, đó là một lò gạch bỏ hoang mà. Trời ơi, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời ru em mãi xanh như sao diều vì buồn. Tiếng ru em đêm chẳng ta soi bóng. Con. Bà không chỉ bỏ tôi mà bây giờ bà còn hãm hại đời người yêu tôi nữa. Là sao mẹ không hiểu? Bà bắt lỡ vô đây để làm gái bán hoa. Đó là trách nhiệm và bổn phận của mẹ mà con. Gái bán hoa tiếp khách làng chơi mà mẹ nói là bổn phận à? Đâu có. Em bán hoa là em bán bông á, bông hồng thật tặng ca sĩ ha. Là em bán thực vật chứ không phải động vật hả? Thế là con hiểu lầm mẹ hả? Hiểu lầm rồi con ơi. Thương con thao thức bao. Có nhiều đó nữa cũng chật nữa. Con ơi, bây giờ gương vỡ lại lành. Con trai của mẹ, mẹ thương con lắm. Con ơi, bây giờ mẹ sẽ bù đắp cho con. Con gái, qua đây nè. Ngày hôm nay mẹ con chúng ta gặp nhau, chính vì vậy mà mẹ sẽ tác hợp cho con và cô gái này. Hai con đồng ý không nè? Con đồng ý chứ mẹ. Con đồng ý không? Dạ, con cảm ơn mẹ. Và tại cái ba này sẽ tổ chức đám cưới cho hai con. Lệ đừng khiến quê mình sầu bi.
nơi cố nhân từ già biệt ly, cánh hoa rụng rời hơn gì mong manh đẽ lối trong mưa ngày tương phùng. Rồi, kính thưa quý vị, đây là giúp kỳ tài. Vâng, xin được cảm ơn sự trợ diễn của anh Tài Smile. Và một lần nữa cho một tràng pháo tay cho anh Tài Smile ạ. Chị Nam Thư, hồi nãy em thấy chị nhảy quá trời nhảy luôn. Cái không khí mới lúc đầu các bạn đem ra cho Thư, Thư rất là hào hứng. Đặc biệt một cái sự cộng hưởng của anh Tài Smile xuất hiện nữa. Rất là trân trọng cái công sức đó của các bạn. Và Thư biết là các bạn chắc cũng trải qua nhiều đêm bắt đầu đuối đúng không? Thư cảm nhận được các bạn đuối về thể lực, làm hài rất áp lực. Nhưng mà tiếp mục này đối với Thư hỏi hay không? Hay, vui không? Vui, nhộn không? Nhộn. Nhưng lai lật lợt, chưa lai đậm nha. Bảo rất là thích cái kiểu bolero này, đúng chất bolero đường phố, gõ và hát sống. Nó rất là khó. Cái khen của mấy bạn là mấy bạn chọn những cái bài bolero nó khá là khó và nó khá lạ. Nghe nó rất là quen mà lâu lắm rồi không có nghe. Cho nên nghe là cái tự nhiên mình thấy nó đã. Cái đúng là một phần là tại vì Dương Lâm quạt quá. Cái dấu ấn của Dương Lâm nó đậm nét quá. Hy vọng là các vòng sau á thì mọi người ráng đậm nét hơn. Bảo cũng có một cái lấn cấn thứ hai là tại vì không hiểu sao cái giai Dương Lâm lại không bận đồ con gái. Nếu mà khán giả ta bấm vô người ta coi ngang, nhiều khi người ta không hiểu cái này là con trai hay con gái. Và câu chuyện này thì đúng là một câu chuyện bi mà các bạn đã làm thành hài và có được tiếng cười nhiều, thì một lời rất là chúc mừng các bạn. Xin cảm ơn lời nhận xét của anh Gia Bảo. Và nếu mà nói về âm nhạc, về cái sự thẩm định âm nhạc thì chắc chắn phải mời Buka nhận xét. Dạ, thật sự đối với em thì Cười Xin Việc cái chủ đề này là em thích lắm. Tại vì đúng cái gu của em á, em cũng đã từng tập cái chủ đề bolero này rồi. Cái chủ đề này không hề dễ chút nào. Mà mấy anh ở đây là mấy anh được hát được, đàn được, đánh trống được là quá giỏi rồi, đúng là kỳ tài luôn á mọi người. Và em thấy mọi người rất là thông minh khi là để cả một ban nhạc. Và một điều nữa là em muốn những vòng sau á là anh đời diễn nhiều hơn nữa, diễn nhiều hơn nữa, tại em rất muốn xem anh diễn. Nếu nói về cái bộ môn này thì chắc chắn anh Vân Sơn, anh sẽ là người rành nhất. Anh Sơn xác nhận là hôm nay anh Sơn đứng về nhóm của tụi em, bởi vì anh em mặc cùng một màu áo. Thứ nhất là anh cảm ơn tụi em đã mang đến tiếng cười cho anh Sơn. Anh Sơn hôm nay ngồi cười rất thoải mái. Anh làm khán giả, anh ngồi anh xem tụi em diễn. Hôm nay tụi em đã mang đến một cái vở kịch có đầu, có đuôi, tất cả mọi thứ đầy đủ. Anh có lời khen tụi em là làm diễn viên hài là chúng ta phải có hai điều kiện sau đây. Thứ nhất là chúng ta phải thật thông minh, hay chúng ta phải thật là khùng. Mà hôm nay tụi em có cả hai cái đó. Tụi em thông minh và khùng rất dễ thương. Vậy mà những lúc chị nói ông khùng ông chửi. Em thấy ông vô lý. Không, anh khùng là khùng trên sân khấu thôi, chứ mình ngồi đây mình đâu có được quyền khùng. Khùng đúng chỗ, đúng không, lúc thì ha, ý các em nha. Em xem anh diễn xong em nói Sơn khùng quá à. Hiện tại bây giờ để mà mang tiếng cười đến khán giả, anh Sơn, theo anh Sơn thấy đó, nó rất là khó. Nhất là cái vở kịch như thế này, đông người quá, các em phải bỏ nhiều thời gian lắm mới làm được một vở kịch như thế này. Là một người khán giả ngồi ở vị trí này, anh Sơn rất vui và anh Sơn rất thích khi được xem cái vở kịch, và anh Sơn cười rất thoải mái ngày hôm nay. Một lời khen tặng cho nhóm của tụi em, nhóm kỳ tài. Kiều Anh có 3 điểm khen tặng các em. Điều thứ nhất, cái tính thời sự được quăng vào đúng chỗ, đúng lúc, nó sẽ rất là ập về. Điều đầu tiên, chương trình Kỳ Tài Lộ Diện đã được cái tiếng vang rất là lớn, thì Dương Bảo Lâm đã làm chuyện đó. Mời anh Tài vào, lại một điểm nóng đang hot ở trên mạng. Lại là cái điều thông minh thứ hai, xin tràng pháo tay nữa. Và cái điểm thứ ba ngày hôm nay, vì chủ đề là kịch bolero, các em hát không hay mà các em xử lý đúng chỗ và có nhiều yếu tố bolero trong đó, thì điều đó đã là một cái điều đạt chuẩn rồi. Tụi em rất mộc mạc, rất chất phác, thì cái đâm hơi hay là cái không đúng nhịp nó lại là yếu tố hài đó nha. Mà chị nghĩ tụi em cố tình, cố tình lạc như vậy người ta mới cười chứ không chứ phải hát hay người ta đâu có cười đúng không. Mình là mình hôm nay là mình thi là cười xuyên việt. Ngày hôm nay như Thư nói á, vì Thư á là một người rất là cầu toàn, Thư có thể khắc khe để cho tụi em giỏi hơn nữa là bởi vì có thể đồng trang lứa với nhau, thì điều đó cũng là điều tốt. Nhưng đối với chị, một cái tiết mục náo và một cái dạng hài điền kinh của Dương Bảo Lâm, anh tưởng nó là hài thần kinh gọi như. Là chị thấy ngày hôm nay tụi em chia lửa rất là đều. Và cái thứ hai nữa, cứ giữ như vậy, nếu mai mốt tụi em may mắn mà được nổi tiếng sau cái chương trình này, được mời đi diễn nhiều, thì tụi em sẽ lãnh hết lương rồi. Vì dạc cái giống gì tụi em cũng làm hết, không có cần ai bấm nhạc bấm nhiếc. Thành ra sau tiết mục này chị nghĩ bấm nhạc chắc nghỉ luôn rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái tiết mục của nhóm tiếp theo, nhóm đối đầu trực tiếp với nhóm kỳ tài. Đó chính là nhóm Khủng Long Tí Hơn.
Chúng ta lại gặp nhau ở phòng đặt cược. Và ngay bây giờ câu hỏi đầu tiên, Khả Như nhìn những gương mặt hớn hở như vậy á, thì Khả Như rất muốn đặt câu hỏi cho em thôi. Dạ. Nhớ em khi nào rã đáng. Thật ra là khi nào mà không lợi dụng nhau được nữa thì mới giải tán. Đó là câu của em, nhưng em nghĩ Quốc Khánh rất coi cho lần. Anh nghe cái câu nói thôi là thấy được cái sự yêu thương nhau rồi ha. Dạ, em mới đoán nữa. Dạ thì những cái mà mâu thuẫn trong nhóm đều do Hoàng Khôi. À Hoàng Khôi hả em ơi? Nó nhỏ mà nó nhỏ mà nó cứ cãi lời anh em. Đơm đặc quá. Không có sai gì nữa. Dạ thì nó là mỗi lần em là nhóm trưởng, em đưa ra một cái đường dây kịch bản nó bác bỏ. Anh Tiên tổng đạo diễn đưa kịch bản nó bác bỏ. Nó nói không hay, không vui bằng những ý tưởng kịch bản của nó. Và những kịch bản của anh. Thôi, cảm ơn quý vị. Những kịch bản của Hoàng Khôi chỉ có lên Cung Trăng mà diễn thôi Hoàng Khôi à. À rồi xuyên không rồi, thôi được rồi. Vâng, cái sự căng thẳng của nhóm nhưng mà không hiểu sao mà cứ lên sân khấu tôi tưởng là thương nhau dữ lắm luôn. Mà phía sau thằng vậy nè, nói chơi thôi quý vị, anh em rất là quý nhau và để thể hiện một cái sự đoàn kết. Không có khóc nữa. Không khóc được chị, đó. Giật mặt thôi. Nhớ giật cơ mặt thôi, giống Hàn Quốc vậy đó. Hãy quên những giây phút vừa qua, đến với Khủng Long Tí Hon để với tiết mục Bolero của nhóm nhé. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nhóm Khủng Long Tí Hon. À không biết là nhóm có còn cãi nhau nữa không hả Tú? Tú nghĩ là cái sự cãi nhau này có sự tính toán nha. Tôi nghĩ là chiêu trò của nhóm, nhất là Quốc Khánh đó. Chiêu trò luôn. Hai biên kịch trong nhóm, lúc được. Nào cũng than không có kịch bản, lúc nào cũng bí chủ đề. Mà lúc nào ra diễn cũng rần rần rộ rộ. À là hổ ly gián, có nghĩa là làm cho tất cả mọi người á, giống như là tung quả mù cho các đội khác là coi thường. Đúng. Để mà có thể mà không có tập trung rồi đội này hả, lén lén tập cho tốt đúng không? Đúng vậy, tôi nghĩ là cái điều hổ ly gián này đã xài được 2 tập rồi. Không biết tập thứ 3 cái điều hổ ly gián này còn linh nghiệm nữa hay không, còn hiệu nghiệm nữa hay không. Thì quý vị hãy cùng đón xem nha. Mọi người ơi, giao trà. Nhanh 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 lúc chúng ta cùng hát. Tâm tâm tâm, em cùng tâm tâm tâm. Anh cùng tâm tâm tâm, xây lên cả đêm ngày hát. Tâm tâm tâm, ta cùng tâm tâm tâm. Anh cùng tâm tâm tâm, xây lên cả đêm ngày hát. Tâm hát bơm, hát bơm, hát bơm, hát bơm, hát bơm. Con má, tại sao vậy? Mày phá trong nhà chưa đủ ra, mày đừng làm gì bơm nó đi ra, bơm nó đi ra, bơm nổ nhà mình thì sao? Nổ nó mà nổ má, con làm cho vui á mà. Vui quá ha. Rồi sao ra đây đứng bán? Dì ba đâu sao không đứng bán? Dì ba đi chợ rồi, dì ba kêu con coi nhà cho dì ba. Không, mày đừng có xạo, dì ba đi chợ là luôn luôn nói với má một tiếng. Đằng này mày ra mày kiếm thằng Quý cái chắc. Có rồi má ơi. Thằng Quý nó nằm ở đâu đây nè, thế nào mày cũng đó rồi má ơi. Kìa thằng Quý kìa, nó nằm. Má tin vô đi, trời ơi. Má con hồi nào giờ mới tin, còn đâu có rồi. Má. Con nằm rồi nè. Má có sao không? Trời ơi, con với cái nuôi nó xong bây giờ nó xô mình sắp mặt. Mày nha, riết người ta coi không được rồi đó, đi vô nha. Dạ. Má, nhà thằng Quý. Con ở nhà con. Bây giờ mày mất nhận thức nhà nào nhà mày luôn. Con cái gì mà hư đó. Trời ơi, cái này là tại bà ba không coi nhà mà để cho nó coi nhà. Bà ba đâu rồi? Em nè chị. Em gái vườn quê, cuộc đời trong trắng. Dầm mưa dài nắng mà em biết yêu trăng đẹp ngày rằm. Đi đâu sáng giờ? Em ra chợ mua cái chổi lau nhà cho chị nè. Đi mua chỗ lau nhà thì mua chạy về cho lẹ, mắc mới thì đi kiểu đó. Em đi bộ mỏi giò lắm, em phải lái cano cho nó đỡ mỏi. Rồi em đỡ mỏi giò chưa? Đỡ, mà mỏi tay. Chị biết sao em mỏi tay rồi. Sao vậy chị? Lái cano phải lái kiểu đó. Chị lái làm sao? Lái cano lái vậy nè. Lấy em coi coi. Lên em. Chị. Sao? Cái này đỡ mỏi nè. Ừ. Mà thấp gì để điểm. Không mà vui. Phải nhảy lên nha. Lên. Giống xuồng máy quá vậy. Đi xuồng máy là hồi xưa em nhớ không biết ba. Chị lái, em hát. Đúng rồi, đi nè. Nghe em hát câu dân ca sông vườn hà. Lòng mắt nhìn qua. Tiếng ngọt ngào nào đông đưa. Nhớ xa, nhớ xa, nhớ xa xưa. Trời trưa bóng dừa. Nghe hò nhau tình quê. Lái mà non hương tấm em biết bao
ơi. Kêu không ra, gõ cửa mới ra. Cốc, cốc, cốc. Gõ cửa trái tim, dám em bước vào. Dù tình xót xa, chung thân quyệt đào. Hàng xóm ơi, dùng ngoài ô tôi có căn nhà tranh, tuy bé nhưng thật xinh. Tháng ngày sống riêng một mình, nhà cạnh bên em. Ôi, sống... hết hồn à? Má đã không cho mình quen nhau rồi, bây giờ má đi rồi tranh thủ làm được gì làm đi anh. Ờ ha. Anh nhớ quá à. Anh cũng nhớ em nữa. Anh khỏe không? Anh khỏe. Em khỏe không? Em khỏe. Vậy đi. Anh ơi. Má... anh trốn rồi. Trời ơi má đi rồi, nhớ đi. Anh nhớ em quá trời ơi. Cái kẹo của em đâu? Biết mà. Nè. Sao có chút chéo vậy? Đừng có lo, đây là kẹo anh bán cho người ta thôi. Còn kẹo anh tặng em thì nó phải dài hơn như dây nè. Đó, em thấy không? Nó dài vậy đó. Anh muốn nó giống như tình yêu của hai đứa mình vậy đó. Kéo dài, dài mãi luôn. Nhưng mà cái kẹo á thì càng kéo nó càng dài, rồi thì nó cũng sẽ gãy thôi. Em sợ á, tình yêu của mình á, nó gãy như cái kẹo này thì phải làm sao á anh. Trời đất ơi, đừng có lo, đã có anh ở đây rồi. Em cứ yên tâm, anh sẽ lo cho em hết. Em thích cái gì anh mua cho em hết luôn. Bởi vì sao? Bởi vì anh nghèo mà. Thiệt. Chính vì cái nghèo đó má không cho lấy đó anh. Ủa vậy hả? Thôi, đừng có nhắc cái chuyện đó nữa. Buồn lắm. Ăn kẹo đi. Sao? Ngọt không? Ngọt. Anh không tin. Ai cho tụi bay chơi cắn kẹo với nhau vậy? Ủa? Đám cưới. Thôi dẹp đi. Rước dâu hả? Chị không thích hả? Không thích. Xuống đi má. Chị ba. Chị tỉnh đi chị ba. Hết tưởng tượng. Chị coi kìa. Tại chị hết. Tại chị bây giờ tụi nó ôm nhau. Nó kia ôm nhau. Chị làm gì đi, tôi không biết, chị xử lý nó đi. Để em. Chị làm gì vậy? Em dễ bùa dễ ngã cho nó xa nhau. Trời ơi chị ơi, chị làm gì vậy? Chị vẽ cách mấy tụi nó không có dứt ra đâu. Bây giờ tôi không muốn thấy cảnh này nữa. Để em. Gì nữa? Em vẽ ngã cho chị chết. Chết nè, chết nè. Bây giờ chuyện sao? Thì chị nói không muốn thấy cảnh này nữa thì chị có chết mà không thấy thôi. Chị ơi chị nhìn đi. Ai? Thằng Quý. Quý nghèo sơ, nghèo sát sao đứng với con trà nhà mình được? Dạ bác ơi bác, mặc dù con nghèo thiệt nhưng mà con bồi được một cái. Cái gì? Đẹp trai. Đẹp trai. Nó đẹp thiệt bà. Rồi đẹp có ăn được không? Ăn được sao không ăn? Xấu có ăn được đó chị đẹp. Cái gì mình cũng muốn ăn hết, con trai là thấy tôm tướp liền à. Tôm tướp chứ xong tôm tướp. Mình ngon mình ăn nó đi. Ăn cho bà thèm hả? Thèm này mình kìm nước miếng mà chảy đồng đồng kìa. Áo bự kìa bà. Trời đất ơi kệ tôi chứ, mình ngon mình ăn, mang vô cái buồn ăn đi. Bà trai của mà. Ủa mắc cười quá, mở treo miệng mèo bị không thèm. Dạ, dì ba dì hai ơi, mặc dù là bây giờ con nghèo thiệt, nhưng mà 1-2 năm nữa thôi, con ráng đi làm ăn kiếm tiền, con có tiền rồi con về con lo cho em trà được mà. Chắc 1-2 năm không? Thì 2-3 năm. 2-3 năm? 3-4 năm. 3-4 năm? 7-8 năm gì đó. 7-8 năm! Mày lo cho con trà tao tới 7-8 năm sao mới lo được? Trời ơi, mày vừa phải thôi chứ, cái tao cần là ngay bây giờ mày phải lo được cho con trà. Còn không lo được cho con trà thì phải lo được cho mẹ của con trà. Chị có bị gì đâu bắt tao lo. Bao quá đâu. Cái gì vậy? Ai kiếm gì vậy chị hai? Thằng Giang đầu quắn, chị mượn tiền nó. Mượn bao nhiêu? 50. Để em trả cho. 50 triệu. Trời. Ê, chị ba. Hả? Trời ơi, có gì đâu, sợ. Đứng đây đi, có con ở đây mà. Sợ mày hả? Con sợ hả? Ba quá. Ai đây? Tao là đòi nợ mày. Đòi nợ hả? Ừ. Dì Qua nợ mày nhiêu? 50 triệu mày. Đây là em dì Qua, có gì tự xử lý đi nha.
Anh ơi, nãy giờ em bị lé chứ không phải em liếc anh đâu nha anh. Mà qua đâu? Ở đây nhiều qua lắm, anh muốn kiếm qua nào? Qua Lan, qua Cúc, qua Phượng, qua Lài, qua 10 giờ hay anh muốn qua đời? Nhấn mặt hả mày? Tao kiếm mà qua qua. Qua qua là kia qua qua hả anh? À, không, qua ga, qua ga, qua ga. Có cái tên để đòi nợ mà cũng dấp nữa. Qua ga phải không? Ừ. Chỉ qua đời rồi. Còn bà là cái gì của bà? Em ruột. Nợ nó cứng qua cho cô. Còn sống nhăn răng luôn á. Đây cái nợ này mà đấy. Giỡn mặt không ai. Bà đâu? Hôm nay phải có 50 triệu cho tao nghe chưa? Trời anh ơi, anh cho như nhận lãi. Anh giàu mà, tiếc chi 50 triệu cho xíu. Giàu là hồi xưa thôi, bây giờ tao nghèo dữ lắm rồi. Tao phải thổi bong bóng để tao mưu sinh kiếm thêm, mày biết không? Thổi bong bóng? Ừ. Mưu sinh? Ừ. Thổi bong bóng nghèo phải rồi. Đàn ông con trai mới lớn á, muốn lập nghiệp, muốn giàu đó, phải thổi kèn. Thổi kèn? Ờ. Là sao mày? Anh tuổi gì? Tuổi Tuất. Tuổi Tuất, Tuất là chó. Con chó mắc hay đổ gèn, phải thổi kèn. Thổi kèn thổi sao? Em chỉ cho anh. Có kèn không? Có sao không? Đó nè. Cái gì ba, kèn đồ chơi mà thổi vậy? Anh khi dễ nó quá. Mình tập cái gì cũng phải tập từ cái nhỏ tới cái lớn cho bớt bỡ ngỡ. Hiểu không? Kèn đồ chơi. Ờ. Nhưng mà em thổi ra bài duyên phận đó. Phải không? Đâu thổi cho tôi nghe coi nè. 2, 3. Đó, mình hay thổi. Quá cô ơi, cái kèn này tao tịch thu nha. Gì kỳ vậy anh? Một tiếng đồng hồ nữa tao mà không thấy tiền, cái kèn này tao lấy tao thổi đám ma nhà mày. Đi. Chết rồi. Dì ba, dì ba, dì ba. Tụi nó đâu? Tụi nó đâu? Còn đứng đâu? Chơi khô máu nè. Tụi nó đâu rồi? Nói đâu rồi? Trời trời. Chủ shop mặt nạ là mày đó. Mày bao nhiêu mặt lật à. Lấy mày chạy về đó rồi đánh ta. Nè, bởi tới tánh tình mày vậy mà hèn nhát mà trốn tránh vậy đó. Chị hai không cho mày lấy con trà là phải rồi. Suốt đời không được lấy con trà nha mày. À, dì ba ơi, dì ba, dì ba, dì ba ơi, con thương trà thiệt mà dì ba. Dì ba ơi, dì ba không tin con hả? Con thề với trời đất, nếu như mà con không lấy được trà, con sẽ không cho ai lấy trà hết. Mày ngon mày cản tôi coi. Ai đây? Lady and gentlemen, I am a Xuân Tiến. Mày nhảy lọt chọt. Vô đây làm gì đây? Ê, vô đây tao kiếm trà mày. Cái gì? Ờ. Mày kiếm trà làm gì? Để cứ hỏi vợ. Thổi vợ? Ừ. Mày cưới trà? Đúng. Mày có gì mà đòi cưới trà? Có gì là quyền của tao, mày xê ra mày. Tao không xê á. Mày xê ra. Không xê á. Mày xê. Mày đi đâu? Mày đi đâu? Xê ra mày. Tao không xê á. Mày xê. Mày đứng bên con kẹt thả. Mày nhầm. Không có tiền trả nợ, đừng có đòi nữa. À, có vàng. Hey, cha. Đám cưới đi. Chọn đồ đám cưới tụi mày ơi. Đám cưới tụi mày ơi. Thôi nhanh lên cưới. Thôi mời nhà trai vô. Mời nhà trai vô. Dạ. Thôi em trai này gì? Em trai con vừa đáp chuyến bay cao tốc về Việt Nam. Ê, hả? Bay gì bay cao tốc? À. Cao tốc là đường cao tốc. Máy bay là máy bay cấp tốc. Thôi mà. Dạ. Nó về tới nơi nè. Mời vô. Vô. Trời ơi, sao nóng quá đi. Nóng đi, nóng quá, quá đi, đi nè nóng. Ở đây là xứ nóng. Mặc áo cho dườm già. Không nóng cũng là nghiêng. Dạ, con xin lỗi. Con về trễ tại con mới bay từ Lào về nên con tới trễ. Lào? Dạ. Lào là kế Việt Nam phải không con? Dạ, Lào Cai. Ê bé, dạ. Chị mới bên Cam, chị về á. Campuchia. Cam Ranh á. Tính ra mình gần nhất ở Nhật. Nhật Bản hả? Nhật Tảo. Trời ơi, vui dữ ta, gia đình này vui dữ nè. Nè, dạ. Sao con gặp được con Trà nhà bác? Dạ, con học chung với em Trà từ lớp 1 tới lớp 12. Rồi con đi du học.
Rồi 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 nè, mời con ngồi. Dạ anh con ngồi rồi, thôi để con đứng hầu chuyện hai con. Dạ, dạ. Để phép quá bác thích, tôi chịu dạ. Tôi chịu. Vậy cho bác hỏi con tên gì? Dạ con tên Thanh. Anh Thanh. Con bao nhiêu tuổi? Dạ con 30. 30. Gì vậy chị? Hỏi quá trời hỏi, người ta biết trả lời giùm, đánh cũng ngộ à nghe. Ủa chị quá, bây giờ chị biết ra chị hỏi luôn đi. Qua đêm hỏi cho. Sao đó? Ngồi đi con. Hỏi cho đàng hoàng nha. Dạ. 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 Con giới thiệu về hoàn cảnh gia đình đi. Dạ. Con với anh con á, không may mắn sinh ra trong một gia đình mà có cha nhưng mà có mẹ luôn. Có cha nhưng mà có mẹ luôn cũng bất hạnh là nghe. Nói chung á là hôm nay con tới đây là con muốn hỏi cưới em Trà. Có tiền là cưới được hết là nghe. Dạ hai cô yên tâm, con á con có chuẩn bị hết rồi anh hai. Hả? Tết tới là Tết con gì? Con chó. Dạ con chơi. Ủa sao cô chửi con? Cô đâu chửi đâu, cô nói bình thường mà. Con chơi. Sao cô chửi con? Nó nói đó bình thường có chửi. Con chơi. Trời ơi, đừng có hỏi nữa. Hỏi một hồi mà chửi mày nữa đó. Dạ con... Mang con chó. Được. Hú lên trên chó sao. Dạ. Đây là con chó bằng vàng 4 số 9. Nặng 15 kg. Đây là quà cưới của con cho em Trà. Trời ơi, Trà ơi, cưới chồng. Cưới con ơi, khoan đã. Mọi chuyện hãy để Dad đi lo. Người ta nhảy dần 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 dần, không nói tiếng nào cũng lạ nghiêng. Dạ, dạ cho con xin lỗi. Dạ con xin được giới thiệu, đây là cha của con. Chị tiếp chuyện anh Xui đi chị. Anh Xui đúng không? Dạ. Anh Xui ơi. À rồi sao? Hắn đi bút chì cái đó hắn cứ. Hắn đi tập bút chì cái đó hắn cứ. Nói lại một cái được không? Hắn đi bút chì cái đó hắn cứ đi. Nói tiếng nước ngoài quá trời câu mà câu nào cũng nghe toàn cứ đi cũng lạ nghe. Dạ, dạ tại vì cha con là người Việt nhưng mà lại sinh sống và làm việc ở bên Hàn Quốc nên nói tiếng Nhật Bản rất là hay. Hàn Quốc? Dạ không, nói tiếng Hàn Quốc rất là hay. Ông anh ơi, chào tôi thử tiếng coi. Hàn Quốc đi. Adonso. Trời ơi. Xin chào. Adonso. Adon răng hố. Mày đi rồi hả mày? Trời trời, ai hô sẵn cho mày chửi tao vậy? Dạ. Dì bình tĩnh. Ủa? Dạ. Quý. Dạ. Ba con hả? Dạ. Trời đất ơi, trước giờ ở kế nhà gì mà gì không biết ta? Ừ. Dạ. Trời ơi. Tại vì bao nhiêu lâu nay con đã che giấu thân phận. Cho ba giới thiệu tên. Dạ. Úi trời, ông anh tên gì? Tôi tên Hon. Dạ. Hon. Lim Min Hon. Không phải. Bắc Kim Hon. Không phải luôn. Han Chun Hon. Càng không phải. Chứ cái gì Hon? Khủng long tí Hon. Dạ thưa hai bác, bao nhiêu nay con che giấu thân phận này. Trời trời, làm những người nổi tiếng che giấu thân phận. Làm như nó là vua chúa mà. Dạ, tại vì gia đình con rất là giàu, nhưng mà con không muốn mọi người nói thằng này sống ỷ lại vào người khác, nên con đã tự lực cánh sinh, tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Con có dũng mãnh hay không? Ngu. Ngu là đúng. Tại sao con có một người cha giàu như vậy mà con không nói cho mọi người biết? Dạ. Lấy vợ đơn giản thôi mà. Dạ. Con nhỏ con muốn lấy tên gì? Dạ tên Trà. Trà quý. Dạ. Chị quá. Không cho lấy đúng rồi. Không cho lấy đi. Nhưng mà ở đây tôi có tiền. Này ông anh. Cái gì? Ông anh có tiền ư? Ông anh có thấy con chó vàng của tôi đâu, 15 kg vàng để tặng cho em Trà đó. Ông anh có gì nè? Tụi bay đem vào. Ông anh, ông anh biết sự khác nhau giữa ông anh và ngôi nhà là gì không? Là gì? Ông anh không có cửa đó.
Công nhận câu này ý nghĩa nhân văn à nghe. Đúng rồi, tôi thấy con chó này nhỏ hơn con chó bên này nghe. Trời nè, nếu muốn con chó lớn hơn tôi vẫn có thể làm được. Đúng trời vậy. Trời ơi, nói chung là kẻ chính lạng người 10 cân thì làm sao mà đo được. Kẻ chính lạng người nửa cân bà. Ê, tôi không có học, chị ba biết chị ba chỉ tôi đó. Thôi nè, bây giờ hai bên đều dài như nhau. Em có cách này nè chị hai. Cách gì? Bây giờ cho hai bên đấu với nhau đi. Bên nào hát được nhiều bài bolero nhất, bên đó được quyền cưới con trà. Hay lắm. Ê, để em vô em thuyết phục con trà nghe. Rồi rồi, để tôi. Từ đây tới cuối, không có ga nữa, bảo trọng mà nghe. Rồi rồi, bây giờ là phần thi đấu giữa hai đại gia bắt đầu. Anh sẽ vì em làm thơ tình anh. Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài, kết thành lâu đài. Đời chiều buồn đêm chẳng nào thơ, đời chiều vàng hôn lên làn tóc. Đời một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Thôi là hết em đi đường em. Thôi là hết em đi đường em. Tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi. Chỉ bấy nhiêu thôi. Còn mong gì hình bóng xa xôi. Nhắc làm gì chuyện năm xưa, cho tim thêm ngẩn ngơ. Em mới suốt đêm thao thức vì em. Vì lời giã từ lúc em trở về. Từ mai đây em lại đến. Đến lúc quyền chọn một đời. Là mình luôn luôn có đôi. Mùa thu lá bay em đã đi rồi. Mùa thu lá bay em đã đi rồi. Vỡ tan ôi bao giấc mộng lửa đôi. Vỡ tan ôi bao giấc mộng lửa đôi. Giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau. Giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau. Hẹn em kiếp sau ta tìm thấy nhau. Hẹn em kiếp sau ta nhìn thấy nhau. Ôm mê ly. Mê ly đời ta. Everybody say. Ôm mê ly đời sống với cây đàn. Tình hình tan dạo phim rồi ca vang. Chiều đêm em nhìn phía xa mây vàng. Dù lòng ta dạo khúc ca với đàn. Một chiều mưa ta hát vang mưa rơi. Dù cùng ta mưa đám cho tươi đời. Một ngày nắng ta hát vang nắng tươi. Đàn cầm tay say sưa hát là nguồn vui. Đàn cầm tay say sưa hát là nguồn vui. Đàn cầm tay sẽ sửa hát là nguồn vui. Châu lên bà, châu đi vào nhau. Vô tường cao mà châu thua mất rồi. Lêu 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 lêu. Chúc mừng ông anh, trời ơi chiến thắng rồi nha. Dạ, trả tiền cho tôi. Tiền đâu? Tiền tôi mà ông anh. Dễ thôi mà. Anh xui, trả giùm em 50 triệu. 50 triệu đơn giản thôi mà. Từ từ. Mày kêu ba lên đây giả người giàu thôi chứ mày không có. Nó phải đem theo tiền 50 triệu lớn quá tiền đâu được. Người con cũng đâu có tiền đâu, cha cũng không có luôn hả? Rồi sao có trả tiền tôi đâu? Tôi thì... Ê, ê, mấy người làm gì? Ê, nè, ông Thái. Ông thiếu tiền tôi mấy năm trời không trả. Bây giờ lớn lên đây trả nợ tôi đúng không? Không có. Tôi ở dưới quê tôi lên thăm trai tôi nhớ nó quá. Tôi chưa có tiền, còn để từ từ tôi trả được không? Vẫn mặt hả? Hất nợ nữa hả? Anh Giang anh lộn đó, cái này ông xui của tôi. Ông giàu lắm. Giàu con khỉ. Ông thiếu tôi 10 triệu mà mấy năm không trả kìa. Trời đất ơi, 10 triệu gì? Yên tâm, 10 triệu thôi mà. Có con chó vàng bự trong kia kìa. Bà nói con chó ngoại à? Ừ. Con chó bằng muốt. Vẫn mặt à, giờ nghèo quá, không có tiền làm. Chỉ lừa đảo hả mày? Không. Hả? Không, tôi không có lừa đảo. Lừa đảo rồi. Nè. Đúng mặt rồi. Nè. Đúng rồi. Ổng là 10 triệu cái gương của bà, còn bà 50 triệu trả cho tôi. Tiền đâu? Tiền đâu? Tao trả. Dạ 50 triệu. Còn cái này là cho thêm. Dạ. Để yên cho nhà vợ tao. Dạ dạ em biết rồi. Còn mày 10 triệu đó đâu mày? À, tiền đó đâu anh ơi? Từ từ
Tôi trả nó. Có gì tôi phải. Có gì tôi trả tao. Tôi muốn tiền đúng không? Đây, tiền đây. Đúng mà, chắc chắn là đủ mà. Nè, tôi quay đếm nhiêu đó, chừng nào đủ cho trả cho tao 10 triệu. Người ta trả cho tao rồi. Trả lại người ta. Tao không cần. Sĩ diện hả mày? Nghe mày đặt sĩ diện hả mày? Ba mày thiếu tao 10 triệu mà mấy năm không trả. Bây giờ có người trả mày đặt sĩ diện hả mày? Cậu bình tĩnh cậu. Sao? Con trai tôi nó nhỏ nó không biết. Được, coi như là bây giờ tôi với cậu không còn nợ nần gì nữa nha. Tôi hết nợ với cậu rồi. Cậu ơi, cậu, tôi lại cậu, tôi cảm ơn cậu. Tôi hết nợ nần rồi, đừng kiếm tôi nữa nha cậu. Nè, mày chừa cái mặt tao ra nghe chưa mày? Dạ, dạ, cảm ơn. Bớt đi lừa đảo rồi chưa? Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi cảm ơn cậu, tôi đòi ơn cậu nhiều lắm. Tôi ráng, tôi đi làm, tôi kiếm tiền, tôi trả lại cho cậu nha cậu. Bác không phải trả tiền cho tôi đâu. Bác chỉ cần nói với con trai bác á, tránh xa Trà Ra. Mày nói cái gì? Mày nói tránh xa Trà hả? Quay đây! Mày nói! Quay! Mày muốn gì? Hả? Mày muốn gì? Nhục không chết! Nhưng mà nghèo thì chết đó. Ông Phú vụ bần gì cả, nhưng con hãy hiểu cho bác. Phận làm cha làm mẹ như bác, chỉ muốn con gái mình được hạnh phúc, được no đủ. Anh Thanh đủ sức lo cho con Trà, còn con thì không. Tình yêu lúc đầu thì chân thành, nhưng càng về sau còn nhiều cái phải lo lắm con. Con thương bác, con thương con Trà, thì hãy quên nó nha con. Mạnh mẽ lên, không khóc nè, Khánh không khóc, Khánh không khóc. Vỗ tay một tràng cho Khánh ạ. Chị Nam Thư, chị khóc xong chưa? Khánh có nói một cái câu trong cái vở kịch của em là ai ít nhất cũng một lần yêu và lỡ hẹn. Khủng Long Tí Hon đã lỡ hẹn với chị hai số. Chị đã từng chỉ thẳng với mặt Khánh, mày không làm được mày đừng nhìn mặt chị. Nhưng đối với lần này, chị chỉ nói hai từ thôi. Lái đậm! Yes! Lai like đậm! Ôm một cái! Cho em chia sẻ thêm. Khủng Long Tí Hon tập không ra bài. Qua nhà em lúc 2 giờ mấy sáng sinh nhật em. Qua tưởng bàn kịch bản tập tiếp không. Qua ăn. Ăn hết rồi bò kho nhà em xong đi ngủ. Rồi thôi. Không thấy nó tập tành gì. Em nghĩ hôm nay lên. Thôi rồi, fail rồi. Nhưng không. Hôm nay Khủng Long Tí Hon làm cho chị quá tuyệt. Cảm gì? Xúc là quá Thư, thiệt đã. Còn cái gì hồi nãy Cưng nói với chị là gì đó, style, trang điểm đó. Chia sẻ luôn và tất cả em không biết là Khủng Long Tí Hon sẽ đi được chặng nào. Nhưng mà có lẽ đây là cái nhóm đầu tư trong tất cả các nhóm. Có ekip truyền thông, có ekip make up, có trợ lý, có stylist. Dòng từng tập một. Thực sự chị hay ghẹo em những điều đó, ghẹo nhóm em những điều đó. Nhưng bản thân chị rất trân trọng những điều đó. Bởi sao? Tụi em rất nghiêm túc với cuộc thi. Thái độ của tụi em với cuộc thi là em hết lòng, hết sức. Chị rất hy vọng tiểu phẩm của Khủng Long Tí Hon này sẽ là hiện tượng. Và tóm lại, lai đậm. Yes. Dạ, cảm ơn chị Nam Thư nhiều. Xin lỗi chị, em xin đính chính lại là em fail con dòng mà dòng thứ hai em hay lắm mà chị. Đúng rồi. Dòng thứ hai rất hay, tôi làm chứng. Không, chị biết rồi. Cái nồi bò kho của em chị đền nè Thư, em rất sai có một lần mà em nói hai lần. Nói giỡn thôi chứ không biết nữa, cảm xúc của chị bây giờ chị nói nữa sợ chị khóc đúng không? Thôi dìu nó vô đi. Thôi cất chị đi. Khi mà hoàn thành xong tiểu phẩm này á, tại cách đây 2 ngày tụi em có bài. Cảm ơn anh Diệp Tiên nhiều lắm. Anh Diệp Tiên.
Thôi đừng có khóc. Cảm ơn Minh Dự nhiều lắm. Đúng. Cuối cùng chị muốn biết vở kịch ai viết, ý của ai mà lòi ra vụ hai con chó sau khi ăn tôm bò kho. Dạ, ý của anh Tiên à. Khi mà tập bài á, tự nhiên hai con chó đâu để bên góc nè. Anh Tiên nó lụm hai con chó vô diễn đi chứ giờ buồn quá diễn gì cho vui. Chị biết Khánh là bao nhiêu lần, hai mùa thi và rất nhiều tiểu phẩm. Ở đây phải cả một công sức, cũng phải tập dượt và phải suy nghĩ lâu lắm nó mới ra một cái đường dây như thế này. Nó nhân văn như thế này, từng câu, từng lời, từng chữ. Chịu anh cho em đến chính cái. Thật ra là em, mấy bạn này thật sự là nói thật đó. Tại vì trước đó thì mấy bạn có qua bên nhà em tập. Và mấy bạn này á, lúc tập không phải là cái kịch bản này. Nhưng mà những cái mảng miếng trong đó thì là có nghĩa là miếng thì mấy bạn tập trước rồi. Nhưng mà đường dây kịch bản các bạn sửa lại. Và điều đặc biệt một điều là em để ý nha anh Tiên, ảnh bây giờ dài, ý là bây giờ em muốn giải thích cho Diệp Tiên của em hay giải dạ, thích cho cái nhóm này? Cho các bạn này, cũng có những dòng thi của Cười Xuyên Việt là anh Tiên đã từng thấy, dù thấy một chiếc xe kéo, thấy một cái vật gì đó khi mà không biết hết kịch bản rồi anh Tiên ra ngồi suy nghĩ. Giải thích của Buka rất là hợp lý, rất là dễ thương. Nhưng bây giờ chị cũng giống như khán giả rất là muốn cái này thiệt từ trong thâm tâm chị. Là anh Tiên nhìn con chó sẽ nghĩ ra kịch bản, anh Tiên nhìn ra cái chiếc xe sẽ nghĩ ra kịch bản, anh Tiên nhìn cái gì mà nghĩ ra em? Anh Tiên nhìn anh Tiên em là tuyệt vời rồi, anh Tiên không cần phải nhìn gì, lúc nào em cũng có trong mắt anh Tiên cả. Trời ơi, ghê chưa thương, mày chết. Đưa chuyện cá nhân vào hơi nhiều rồi đấy. Thật sự nha chị nha, là hả nhóm tập thì em đứng ngay cái cửa em coi coi nó có vui hay không. Nhưng mà em coi nửa buổi trời em không cười nổi, em thề luôn. Nói trời ơi tụi bay chết với tao rồi, yeah. Tâm lý em là như vậy luôn đó. Mà ngày hôm nay thì ra diễn thì Lâm thấy được cái sự rồi, bản sao, lĩnh. Rồi sao em thấy sao, ra diễn sao em thấy sao? Bản lĩnh và cái sự duyên dáng quá. Nếu như Nam Thư lai đậm thì Lâm xin xe đậm. Hôm nay coi tiếng mồm này Bảo rất là thích. Mà cái người mà tôi thích nhất trong ngày hôm nay đó là Quỳnh Lý. Dạ, yeah, một tràng pháo tay cho Quỳnh Lý. Quỳnh Lý diễn mà Gia Bảo có rớt nước mắt. Cuối cùng em đọc dứt cái câu thơ mà em chỉ còn cái vai thôi, mà cái vai em nó vẫn còn rung cho tới giây phút cuối cùng. Có lẽ em diễn tận cùng với cái nhân vật đó, em không có buồn. Và cái tình yêu đó anh tin nó đẹp lắm. Có những người trong cuộc sống có thể vì một lý do gì đó không thể tiếp tục với nhau, nhưng mà họ luôn mong nhau được hạnh phúc. Xin cảm ơn anh Gia Bảo rất nhiều ạ. Đầu tiên thì anh Sơn nói là kịch bản này là một kịch bản hay mà anh Sơn đã được xem. Tụi em phân bổ vai vế rất đều, người nào cũng có đất diễn hết trơn, không có ai bị lép. Anh Sơn thấy có cái này nữa nè, thường thường kịch bản phải có hậu, tình yêu phải là trên hết. Nhưng mà không, đây là một kịch bản cũng rất hay và mang có tính nhân văn. Tuy rằng tình yêu nó không trọn vẹn, nhưng mà ở đây nói lên cái sự hy sinh. Nói chung đây là một cái vở kịch mà từ kịch bản cho tới đạo diễn, cho tới những cái tình huống ở trong này, cho tới tất cả những tích tắc, lời nói và những cái kết cuộc hoàn hảo ngày hôm nay. Cảm ơn anh Vân Sơn rất nhiều. Chị kỳ quá, chị cười hoài luôn á. Chị cười, chị vui thiệt lòng là khi bắt đầu ngồi là chị đã vui rồi. Trước mắt chị ba nữ mà chị rất yêu thương và rất trân trọng nghề nghiệp của tụi em rất quý, đó là Nam Thư, Khải Như và Buka. Tụi em rất là đẹp trong cái bộ áo bà ba này. Rồi tự nhiên thấy ba đứa em đẹp, cái chị nhìn lại chị nói ớ, mình cũng đẹp. Thành ra cái điều đó. Alo, dạ chị em chính. Dạ, để mà được thành công nhóm này là phải cảm ơn nhóm Kỳ Tài. Tại vì tụi tôi đã thi trước, thì tôi đã đốt lửa. Tụi tôi đã nhóm lửa các bạn. Thật sự đầu tiên không có ai mà đội lửa trên đầu mà ra mà đốt. Đúng rồi. Đốt cho sáng lên, cho nóng lên. Gãy guốc nữa. Rồi guốc gãy luôn. Trời ơi, tội nghiệp Lâm lắm đó. Thành ra một lát Lâm nó có nhỏ điểm, nó cũng không có gì đâu. Vì sự hy sinh nào nó cũng được trả giá. Chị nói giỡn cho không khí thôi. Chị chỉ nói như thế này. Một cái kết. Thông thường những cái vở kịch ôi hai bên người giàu kẻ nghèo không được tham sang phụ kho, nó đúng nhưng đó là mô típ cũ. Còn bây giờ mình đang sống trong một cái xã hội đang phát triển, tất cả đều là dấu chấm hỏi. Em kết như thế này là dấu chấm hỏi rất lớn. Vì sao nhân vật này giàu ở góc độ đó là đại diện cho bộ là tôi vì sao giàu, tôi ăn học, tôi cố gắng làm một người tốt trong xã hội. Khi tôi có tiền tôi sẽ làm những điều có ý nghĩa. Đó là một phe. Còn người nghèo bên đây, người nghèo không có tội, có đôi lúc người ta cố gắng lắm người ta làm nhưng nhiều thứ cái số mệnh đặt để người ta không giàu được. Nhưng không lý do gì số mệnh mà mình không phấn đấu, không thể đổ thừa cho số phận. Cho nên là một cái kết của một dấu chấm hỏi thật to. Khi khán giả xem vào nhân vật này, ta ồ, ui, nếu tôi là này tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ cố gắng, tôi giàu, tôi sẽ cố gắng, tôi gắng, tôi gắng. Em kích người ta. Một kịch bản mà kích được cái điều đó thì rất là khó.
Và cái thứ hai, một bên là kích và một bên là học hỏi. Ôi nếu tôi giàu có, tôi xử sự như vậy, thấy nó đẹp quá. Tại có đôi lúc người ta giàu quá, người ta sống trong cái giàu có, người ta quên đi cái sự yêu thương, sự san sẻ cho người khác và sự nhúng nhường đối với người khác. Hai điều là chị thích cái kết này, nó rất mới và nó rất hiện đại ngày hôm nay. Tụi em đã cắm từng cái cọc chắc chắn, không dư, không thiếu, vừa đủ cự ly hết. Cho nên nó mới hoàn chỉnh như thế này và nó hiện đại như thế này và mang tính giáo dục và một dấu chấm hỏi thật lớn để người ta phải nhìn và soi vào. Thật sự là quá khen ngợi, quá là hy vọng và rất vui vì một lần nữa bốn đứa chị rất đẹp. Vậy thôi. Yeah. Xin cảm ơn nghệ sĩ Kiều Anh rất nhiều. Và đến phần thử thách tăng cường này, và thử thách đó chính là Buka. Mỗi nhóm sẽ chọn ra 3 thành viên, mỗi thành viên sẽ có 1 phút để tán tỉnh Buka. Người nào tán tỉnh Buka mà Buka đồng ý nắm tay là người đó thành công. Lưu ý, nếu thành công mà không có tiếng cười thì cũng thua luôn. Các bạn đã hiểu chưa ạ? 1 phút thảo luận, bắt đầu. Phần bốc thăm đầu tiên thuộc về nhóm Kỳ Tài, xin mời, 1 phút bắt đầu. Buka ơi, cho anh hỏi tôi một con đường được không Buka? Ừ? Anh muốn biết là cái con đường vào tim em đó. Đường vào tim em, ôi sao băng giá. Trời mùa đông em vốn hay đi về. Anh thấy là hai đứa mình hát rất là hay. Bây giờ anh nghĩ là chúng ta nên đi tham gia chương trình là Duyên dáng Bolero đi. Ok, được không em? Đi liền nhá. Nhưng mà mình phải, trước khi đi mình phải yêu nhau mới đi được em ạ. Ủa tại sao phải yêu? Mình đi thi thôi. Mình là đôi bạn thân, đi thi cũng được mà. Trời ơi, mình là cặp, mình coi là cặp đôi Bolero thì nó sẽ hay hơn, đúng không? Rồi, yêu nhau rồi bây giờ làm sao? Thì chúng ta cùng đi thi, đi. Rồi đi trước đi, tôi đi sau. Em quên đã. Cái gì? Em làm rớt cái gì kìa? Đâu? Rớt kìa, lấm lên đi. Lấm lên. Lấm cái gì? Trời ơi, vô thực vật quá, không biết rớt cái gì luôn. Thì rớt luôn rồi, để tao. Buka. Dạ. Không biết em đi vậy là em có mệt không hả? Dạ, mệt à. Mệt là đúng rồi. Em suốt ngày ở trong tâm trí của anh mà, sao không mệt được? Ôi trời ơi. Em quay một vòng đi Buka, em quay một vòng đi. Ủa đâu mất rồi? Đâu mất tiêu rồi? Cái gì? Rớt rồi mất nữa là cái gì? Đôi cánh đó, thiên thần như em mà không có cánh à. Em hãy yêu anh đi Buka. Anh là một người đàn ông đa năng. Nếu em đói, anh lấy tóc làm mì gói em ăn. Anh ơi. Nếu em buồn, anh sẽ mở cười xuyên việt cho em cười. Còn nếu như nhà em không có chổi thì em... Nguyện làm cây chổi cho em. Trời ơi anh ơi, anh tuyệt vời quá. Anh thật là một người đàn ông tuyệt vời. Nhưng mà em không thích làm mì gói. Trời. Vọng dành quê đó anh mua 3-4 ngàn đô để tặng em. Em vui hỷ hận hôm nay, qua ngày em cầm em bán em thứ gì không phải thứ hai. Trời ơi. Ủa sao chưa cho anh em vậy? Ca khúc vừa rồi là anh viết riêng tặng cho em đó. Anh yêu em lắm em biết không? Bữa nay anh qua đây tính rủ em đi ăn lẩu mắm, nhưng mà thôi anh mới ăn phở mới no rồi, bữa khác nha. Ca nói nghe nè, em lấy anh đi. Nhà anh có con chó đẻ 5 con. Sáng nay mẹ em qua đó xin một con nha, anh không cho. Bây giờ nếu em lấy anh thì anh sẽ cho em 5 chó con, khuyến mãi luôn chó mẹ. Em không yêu anh đúng không? Cho anh nắm tay đi, cho anh nắm tay đi. Em không yêu làm sao cho anh nắm tay em được? Em gả Diệp Tiên đúng không? Rất đơn giản, yêu anh đi Diệp Tiên để anh lo. Chỉ cần anh kiếm một người con gái thiệt đẹp cho Diệp Tiên là được. Diệp Tiên mê gái lắm anh biết mà. Bây giờ anh nắm tay đi. Bây giờ hãy cho anh nắm tay một lần. Một lần sao cho. Em ơi thức cho đêm này, mình cho giây phút tuyệt liên hẹn nào. Anh ơi thức cho đêm này. Rồi mấy hỏi xây. Gió miền xuôi thổi xuôi miền ngược, cánh chim chiều mỗi mắt đợi trong. Bao giờ gió ngược thổi lên, bao giờ em để hò, chứ bao giờ em để anh đôi đợi chờ. Hết giờ rồi, hát hoài.
ơi. Hey, Vũ Ca ơi, hồi nãy á anh bị thất tình hết một lần rồi. Không lẽ em để anh thất tình lần nữa hả? Thì có sao đâu, đời người thất tình được một lần thôi. Ai đồn? Anh đồn. Anh à, bây giờ anh muốn yêu anh thì anh phải có cái gì đi chứ. Em tự nhiên bắt yêu sao yêu được. Em mà không yêu anh á, anh tự hành hạ bản thân mình á. Hành hạ bằng cách nào? Còn biến thái vậy. Còn nè, anh cho em coi này nè. Vui lắm, vui lắm, vui lắm. Trời ơi, có thêm một tô mì gói nữa rồi. Sao gì anh? Cái gì mà lạng lạng hoài vậy anh? Nói đi chứ. Đừng nghe rồi, đưa vô vàng. Anh ơi, tạo nét một hồi tét não nha anh. Nói đi, nói đi. Khi mình biết mình không vui thì mình nên im lặng. Buka, em có biết rằng anh yêu em nhiều lắm không? Buka, Buka, ê, cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy? Trời ơi, con thằng lặng đâu vậy? Thằng lặng. Trời ơi. Đừng có dụ tôi. Hả? Tôi không sợ đâu. Không phải thằng lặng hả? Không. Chết tôi rồi. Tôi mà đi về hả? Hả? Anh ơi, làm cái gì cho vui vui đi anh ơi. Em làm ơn làm cái gì cho vui vui đi, em thích anh lắm. Thôi chắc về chỉnh nhạc cho vui ha. Em xin chương trình cắt sóng. Em không muốn thấy cảnh này. Thật sự. Tại sao? Chị Buka. Cô người ta mà kêu chị là sao? Chị biết lý do tại sao mà bữa nay em qua nhà chị tập bài không? Tại sao em? Em yêu anh Tiên. Cho em một nét nhạc lãng mạn. Người ta hỏi rằng em sẽ yêu anh Tiên trong bao lâu. Em nói em yêu trong 4 ngày thôi. Đó là xuân, hạ, thu và đông. Người ta nói vẫn còn nhiều quá. Em nói em yêu trong 3 ngày thôi. Đó là ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai. Người ta nói vẫn còn nhiều quá. Em nói em yêu 2 ngày thôi. Đó là ngày chẵn và ngày lẻ. Người ta nói vẫn còn nhiều quá. Em nói vậy thôi, em yêu anh Tiên trong 1 ngày thôi. Đó là ngày em còn bóng. À không, em còn sống. Chị nắm tay em. Em xin hứa sẽ rời xa anh Tiên. Em à, thật sự anh Tiên anh ấy lắm. Em lấy chiếc nhẫn đi cầu hôn anh luôn đi. Hết giờ rồi em ơi. Tại sao không diễn nhanh hơn một chút xíu nữa? Xin cảm ơn hai nhóm kỳ tài và nhóm khủng long tí hon đã hoàn thành xong phần thử thách tăng cường. Và trên tay anh Tú lúc này là số điểm của hai nhóm kỳ tài và khủng long tí hon. Ở phần thử thách tăng cường, hai nhóm đều đạt được số điểm 0.5. Cả hai nhóm đã rất thành công trong tiếng cười nhưng không nắm tay được Buka, có nghĩa là vẫn không thành công. Và điều quan trọng nhất đó chính là phần thi chính. Như vậy đội sẽ chiến thắng trong vòng đối đầu trực tiếp này. Và anh Tú xin chúc mừng cho khủng long tí hon. Vâng, và như vậy là các bạn sẽ nhận được số tiền 5 triệu trong phần đặt cược cuối cùng của mình. Như vậy, nhóm khủng long tí hon được nhận ngày 5 triệu đồng tiền mặt chuyển từ quỹ của nhóm kỳ tài. Quỹ của nhóm kỳ tài sau tập 5 bị trừ 5 triệu. Vâng, chúng ta đã hoàn thành đêm thi Bolero với những tiết mục xuất sắc mang lại nhiều cảm xúc cho quý vị khán giả. Chương trình Cười Xuyên Việt Tứ Lâm Hội do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty truyền thông Khang thực hiện. Còn bây giờ anh Tú và Khả Như xin chào và hẹn gặp lại.